Câu hỏi thứ nhất, vì cuộc sống thầy có thể chỉ cho tụi con biết nghề nào âm, nghề nào dương âm để cho tụi con biết cách để dạy. Âm dương thì sẽ ở đâu? Mà ngày dương tối hả? Chứ đâu có gì đâu có. Rồi hỏi tiếp, hỏi về nghề nào âm, nghề nào dương. Ta nói rồi, nghe sẵn nghề lẽ. Chứ có vậy tao phải coi thêm cái ngày của định đó. Chứ đâu có ngày giờ chặt lại. Bây giờ trên xe đậu, ngày chặt đậu bên này, ngày lẽ đậu bên kia đó. Âm dương là nói cái chuyện này, còn nếu mà nó ngày là dương, tối là âm. Bây giờ ta hỏi về nghề nghiệp á, cái nghề nào á thì nó nằm ở dương hướng âm, nghề nào á nó là dương. Cái nghề là còn là làm thuốc thì là dương, nghề làm chiếc là âm. Còn cái ngày thì là còn cái nghề, còn cái ngày nào mà làm hại người ta là nghề âm đó. Còn nghề nào mà là vui người ta là nghề dương. Nghề đó. Câu hỏi số 2 là con đem sách vua Trần Nhân Tông vào sân chùa Phật Lý để ở chỗ thờ Quán Thế Âm, nơi có bàn hoặc là tủ, là để cho những ai có đủ duyên sẽ lấy những quyển sách đó về đọc và hiểu được, thì con đạo công đức bằng cách này có được hay không? Hoàn toàn không được. Không chờ cái chuyện này vô Phật Lý, đừng có đưa này vô, nó phản ứng nhiều lắm đó. Nên nhớ mà không có đổ được mấy người trong này, muốn thì để ở ngoài á, thì nó đưa cái chùa ông thầy cũng được, ông cạo đầu mình ta ông thầy luôn đó. Giờ hỏi tiếp đi. Trong gia đình có ta người trong Phật Lý, và khi họ tụng kinh xong, con đem đĩa tiễn Phật gia về Phật giới đọc thì có được hay không? Cái này mình phải thử với trong nó đúng là trong cái một cái gia đình âm nó 95% được chung hết, đừng có quá trừng, đừng có xem được tất cả những gì mình giúp người ta cái vấn đề và tiền tâm này thật kỳ cái định lượng ai quan nó có chừng đúng mà tới mà nghe cái cặp cái ông thầy mà cái ông thầm mà chơi mùa chơi ngải giết mình đi chơi. Mình thích cái này là con ôi đi, theo cái dòng này. Thành ra
luật pháp luật về thoát nhân danh, cái giới trực tuyến là thoát nhân danh, còn thoát nhân danh luôn một cơ mà nhận nó dính luôn á. Bởi vì thế giới này nó chính như là một mũ mít để đụng ra nó dính, đụng nó dính, thành ra phải buông nó chạy rồi ra mà lớn đi thành Phật rồi trở về cho mình tập có tài á, mình mới phân thân đến thì giúp thì được, giúp nghe nghe thôi nó không ảnh hưởng. Còn ở đây chúng ta để dính luôn, giống như mình đứng trên bờ đi cứ kéo cái người dưới nước lên được, chứ mà còn đứng ở dưới nước mà kéo chậm được nhiều luôn á. Rồi là đi. Vậy trong cái thời gian chờ đợi đó, chú mắm thân có nhìn xuống cái đất và thấy người thân mình được hay không? Cái thời gian chú mắm thân chờ đợi đó thì có nhìn xuống được cái đất và thấy người thân mình được hay không? Bây giờ đi ra khỏi cái quy luật chú mắm mình không được, không bật kịp thấy được cái mình là gì, là mất điện từ. Cái đâu có phải là mất thẳng đâu. Khi nào Phật Phật vô trung tâm chân hành luân hồi rồi, cái trung tâm Phật tâm nhả ra thì cái tánh tâm ngã mình mới thấy, mà thấy rồi thấy ra không mấy đi ra ngoài mới ăn còn đó. Muốn thấy được bà con chồng họ mình thì phải phát ngã mới ra mới thấy được, mình đã muốn nhìn đâu được, nhưng mà muốn nhìn thì phải đi ra ngoài cái lực luân hồi thì mới ăn còn. Chứ ở trong này mình mới vừa luân hồi cái phần nhà mình mà mình không biết nhìn chỗ mình nó kẹt lên. Rồi còn lại đi, khi mình tạo ít phước đức và công đức và có tạo được công đức thì trung ấm thân có trò chuyện được với thần quản lý điện của mình hay không? Trong bài giảng giờ nói rằng nếu mình mà công đức không được, phước đức không được thì cái chỗ này có chẳng coi được này. Bây giờ thằng quản lý hỏi chứ bây giờ muốn đi hưởng phước hay là muốn về? Muốn về thì cho về, còn đi hưởng phước thôi, thôi cái công đức liền thì mình phải đi theo cái hưởng phước được. Trong thế giới này công đức không thể di chuyển trong thế giới vật lý này được, muốn di chuyển thì phải là bị bồ đề mới di chuyển được. Có nghĩa là không, người ta không hiểu cái này cái gì thì mới được. Chính là bởi vì cái lượng nó phá mà nó phá cái âm dương, vì thế mà mình có công đức nhiều thì phải đi ra ngoài cái quy luật âm dương, thì sống ngoài cái quy luật này, có mình cái quy luật đó là ở đâu? Nó là ở Phật giới, phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì tu là Phật không hiểu cái nguyên tắc này thì mình mới tu được, còn nếu mà không hiểu là nó lầm. Ở trong thế giới này đó là ngũ thú tập cư, thần người ngạo quỷ, đâu mình có làm nó làm ai, không làm ông thần thì cũng làm ông người, không làm ông người thì cũng làm ông ngạo quỷ. Thì nếu thoát ra được cái quy luật này, vậy người hiểu được vậy thì mới gọi là người giác ngộ. Còn người không giác ngộ, tưởng đâu tính không làm được, gọi là người mê tín. Đâu có phải tiếp đi. Thiền sư là những vị phải thông tất cả chín pháp môn thiền của Đức Phật dạy. Vậy chín pháp môn thiền này gồm các môn thiền nào? Xin thầy giải thích giúp con. Thiền nó có chín loại. Chánh thiền, phải thiền, tà thiền, lậu thiền, rồi phạm môn thiền. Nó chín loại được xếp ở trong cái quyển nào tôi đã xếp đặt hết rồi. Và chín cái pháp, chín cách thiền này mới gọi là một thiền sư. Giống như tiếng giao này anh không phải là học cái hai ba miếng rồi được giảng sư sẽ đỡ. Cái ngành nào cũng vậy, ngành văn học cũng vậy, ngành kỹ sư cũng vậy, bất cứ ngành gì phải cho thông hết rồi mới là giảng sư. Còn thiền sư thì nó có chín cái thiền, mà cái cách là nội thiền, ngoại thiền, tà thiền, phạm phu thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, rồi tổ sư thiền gì đó, nó chín cái thì nó mới gọi là thiền sư. Rồi mới tiếp. Thưa thầy, hiện nay hàng ngàn Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ đều tụng và thực tập theo hai quyển kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Vì trong hai quyển kinh này có nói sáu phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưỡi rộng dài chừng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành Phật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tinh kinh, xưng tán tất cả tư
tư đì công đức nhất thiết như Phật sở hộ niệm này. Hai nguyện kinh này dạy người tu để vãng sanh về nước tịnh độ của Phật A Di Đà, còn nằm trong luân hồi không giải thoát được. Vậy mà trong kinh nói hằng hà sa số như Phật đồng tán tán kinh này, việc này có đúng không? Xin thầy giải thích giúp con. Bây giờ mình phải hiểu kinh A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quan thể. Tất nhiên kinh A Di Đà muốn chỉ cho mình thân tịnh về và thấy cái vô lượng thọ là cái gì, là cái tánh Phật của mình. Cái tánh Phật là phải không có chết và là vô lượng thọ, mà cái sự sống của cái tánh Phật mình là chuyển từ quan là vô lượng quan. Tu phải để tìm ra cái vô lượng thọ và vô lượng quan này. Còn mấy ông nói ở ngoài là kêu ông nói để cho người ta tu, chứ tất cả cái gì cũng vậy, mục đích sở tu một Phật chỉ hết trở về cuộc giới, không có gì chứ không có điều là chỉ bằng vật lý không ai hiểu được. Còn các chuyện tâm chỉ bằng tư tế thì người ta dễ nhận vậy thôi. Thế để vô lượng thọ vô lượng thọ này, bởi vì tại vì một anh là muốn thành Phật là phải đạt có đầy đủ ba thân, vô lượng thọ là cái tánh Phật sống và vô lượng quang là cái tánh Phật sáng, và vô lượng công đức phải tạo từ con người mới là thành Phật được. Công đức này tìm trong con người đi ra, trong thế giới nghịch kiến này ra cũng có công đức. Cái bên Phật giới tìm công đức cũng được, vì thế bản Phật nhào vô đây tìm công đức. Chứ làm cái gì mà tam thiên đại thiên, ông biết tam thiên đại thiên là cái gì không? Ông nói là vậy là một tam giới còn không hiểu mà làm sao biết trung thiên được, đại thiên không hiểu. Có nghĩa là người ta không hiểu được đó. Thu là cái danh từ nó sai, tam thiên đại thiên là một hằng hà sa số cái tam giới gọi là tam thiên đại thiên. Tiểu thiên thế giới là 1000 cái tam giới. Trung thiên thế giới là 1 triệu, đại thiên là 1 tỷ, mà chúng ta thiên đại thiên phải nhân 3 lần ngàn. Nếu tính ra một số thì mình không tính được 3 lần ngàn của 1 tỷ nhân đi thì phải 3.000 tỷ rồi. Thì đâu đó ta thiên đại thiên hoàn toàn nó là trong cái trái đất này, ở trong cái vũ trụ này nó có hàng hà sa số trong thiên đại thiên, chứ không phải dùng cái danh từ của tam giới đâu. Kinh bởi vậy, bởi vì trong kinh thường nói là chúng ta phải sâu xa, không ai hiểu. Nhưng mà bây giờ sâu xa rồi khi mà người kỹ ra thì mới giải mã cái sâu xa này cái gì. Ngày xưa không giải mã được thì một thông tưởng một kiểu, vì thế mà nó không đúng. Vì thế là Phật cũng đấy, ông cũng sợ thôi giờ đời mặt pháp này mới nói ra để cho người ta biết, rồi cứu giới một số người về một giới thôi. Chứ còn mà con người về một giới là phải từng số chứ một cái chín cái mười mới về được. Còn năm sáu còn được khỏi về, năm sáu thì ông mới lên trời mở mặt chúng đã lỡ là cái tần số cao nhất ví dụ như thế. Cao nhất là cái gì, là có trước đó phải có công đức không ngày để bảy giờ ai để đạt vào kiếp và khai kiếp Phật độ độ sanh thì mới không mong được tu về tâm được. Một ngôi chùa nhận sự cúng dường của bá tánh, hàng ngày trong chùa vừa tụng kinh niệm chú, cúng Phật, cúng vong, cúng cô hồn hàng tuần, nấu cháo từ tổ chức cầu siêu cầu an. Vậy ngôi chùa này thuộc diện tạo phước hay ác đức ạ? Cái này không nói phước đức ác đức gì mà chùa này mà. Nếu mà trước người ta ăn vui ăn cơm thì chị ăn vui vậy có phước. Còn nếu mà cái ngôi chùa là cái phòng sạch thì chi đâu phước đến giả đến mở vừa phóng ra nó bắt thì thôi là dính luôn những thằng ác đến phóng ra bằng cá nó chạy để sống được cái cuộc đời còn đời đó là phước đức. Chứ không biết không biết cái này rồi cầu ác cầu siêu cầu ông Phật còn cầu được mình cầu ai thì cái đó 100% ác đức đủ là đủ 100%. Còn
siêu cao là đủ 100%, ông Phật không làm được thì mình làm cái này chắc chắn chứ. Thì không ra lời cái nói cho rõ cái này. Còn nếu mà người nào mà nói không đúng, mời. Bây giờ tôi mời tôi để cái đưa căn bản thế này. Cái đất này là nơi ngủ thủ thập phương. Ai làm cái công đức này? Phải giải thích cho rõ. Nếu ông Phật nói, ông Phật nói còn siêu thì đâu? Thì đem mấy cái trung Phật được đốt có thể. Cái kim cang bây giờ cầu, nếu mà ông Phật nói, ông về về Hoàng Kiều mà gia đình ông bị vậy, ông không giúp được một cầu hả? Ông nói cái nhân quả này, tụng gặp Quang Trung Hồ nó chìm, cái con bóng Quang Trung Hồ nó đậu cái gì đâu, không có cầu cái gì. Rồi thành ra cái nhà bởi vì ngày xưa trước khi mà giải phóng đó, sao giải phóng tôi ra biển Bắc, vô nhà tình trạng đó. Rõ ràng là chứ không phải nói cái chuyện mơ hồ được. Tại sao bây giờ là không có người nào dám cho họ tư vọng thì đúng là và đưa chuyện này ra được và nói tiếp đi. Chúng không hả? Bây giờ mình mới hiểu vậy mà tại làm sao mà cái con người mà ưa đến thất tình này không là khi hiểu gì đâu rồi. Vừa tới đến vừa là cái thằng ông ra vô
đây là cái chung của Bồ Lai Thiên Cảnh, anh có được dùng. Đó, vì thế mà cái chung nào, bây giờ mình hiểu về thế giới này, cái đất này, cái chung nào đô thị, tự nhiên ta họp lại, ta đưa ra. Còn cái chung không phải đô thị, không mở được. Nên nhớ, Bồ Lai Thiên Cảnh nó ở thế giới này là nó chỉ cho cái đơn quan nhắn và cây cỏ rất đẹp, gọi là Bồ Lai Thiên Cảnh. Còn cái tiên cảnh ở trên cực lạc thì ta gọi là cõi nước cực lạc. Mà trong kinh thì thường là nói tịnh độ, cõi tịnh độ là nói về cái dùng ba tam giới mà chỉ cho nước cực lạc. Rồi câu hỏi tiếp à, ngạ quỷ không sinh con, vậy trung ấm thân trở thành ngạ quỷ bằng cách nào? Ngạ quỷ không có sinh con, cứ vô đó trung ấm thân thành rồi là trung ấm thân ngạ quỷ đâu cho có con. Ngạ quỷ được giao hộ nhưng mà không sinh con, vì không vương nhân quả. Nó không nhân quả, có nhân quả nó có sẵn. Còn thí dụ mình lên cái gọi tên độ cũng bị nhân quả, phải vô nó. Vì nó là một vị tiên mà, tiên nữ mà có thai thì phải đưa ra cái hoa sen đẻ trong đó để chi? Để trong đó mới thanh tịnh được thôi. Còn nếu mà ở trong tử cung của người tiên không thanh tịnh được, nó bị theo quy luật vậy chứ, ra cạo sen. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thế giới này là phải gì? Tại sao chia tới 13, 14 đó, có 12 năm sống. Một sống một nó có cái hoàn cảnh riêng, có cái sức hút địa từ riêng. Rồi con hỏi tiếp. Vị Phan Thanh Đạt ở Bình Định có hỏi như sau: người học thiền tông đã được cấp tiến chỉ, không vì lợi ích riêng của cá nhân mà luôn một lòng chúc cho nhiều người hiểu giác ngộ như mình. Vậy khi bỏ thân này, người đó có giải thoát được hay không? Giải thoát được không là giờ có cái công đức. Không cần, bây giờ không cần hiếu chỉ hay là Phật gia, thiền gia, nhưng mà có công đức hay gì? Đó là cái lực hay gì? Cũng như bây giờ nó làm cơ quan nhà nước á, thì tôi có tiền mới đi đây được. Nên dân ta có tiền cũng đi được, cái đâu phải cơ quan. Có nghĩa là anh cái tiêu chuẩn ở trong cái đất này về Phật giới thì công đức thì mới về được. Còn nếu anh có công đức, không có công đức nó cũng về về không được. Mà anh Phật gia mà anh có chút công đức nó không về được, là ông mang cho nó vui cho thôi, mang vui cho thế giới này thôi. Cái nguyên tắc như vậy cũng rất là phải mang cái hành thực hành trình bằng công đức về Phật giới, mà hành trình bằng công đức. Phước đức thì lên các cõi trời, phước đức tham trợ cái đất này, mình nói hiểu nguyên cái này. Còn ác đức thì nó xuống với cái tầng thấp hơn. Giờ các bạn thấy đi. Phật tánh của mình luôn biết tánh người, nó luôn suy nghĩ, như vậy có phải không? Phật tánh của mình luôn biết tánh người, nó luôn suy nghĩ. Phật tánh là thấy nghe, nó biết thanh tịnh. Còn cái tánh người là nó phát ra 16 thứ. 16 thứ này là do cái tim nó bốt, nó xoáy ra, thành ra nó phát ra cái suy nghĩ. Vì thế mà có nhiều người họ không hiểu mà tu mà dẹp cái suy nghĩ cũng được. Bởi vì nhiều người tu dẹp suy nghĩ họ điên. Tại sao bạn thấy thầy đó coi người tu mà coi chừng điên là như tôi đã đạt nó dẹp cái quy luật vật lý, nó mới thành điên. Cái vật lý của nó vậy là tu cái gì? Vì thế mà thiền tông ra đời đó là anh tu là bị luân hồi, bị nhân quả. Vì thế mà thiền tông cấm không cho tu học và hành. Còn vật lý tu hành tu rồi mà hành đây mới tu. Còn này nhớ là học này, học cho biết là hành cho đúng. Các bạn khác nó chứ gì đâu mà thành ra mới nói là nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục độ, người về vô sanh. Nếu anh học và hành để về vô sanh mà anh tu hành thì theo lục đạo, đó là thế giới vật lý nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Khi mình không suy nghĩ thì có phải gọi là thanh tịnh hay không? Không suy nghĩ là nó gọi là thanh tịnh trong vật lý. Giống như cái dùng đó bảo nhiều thì con có cái gì con chụp lại, con chung vô nó ở. Nó không nghe bảo nhưng sự thật bên ngoài là bảo.
Vì thế mà A La Hán làm cái chỗ này ông chủ công để ông đạt được cái thanh tịnh, ông thành A La Hán. Còn nếu mà ở trong trái đất này không chỗ nào là không có thanh tịnh nữa, anh muốn thanh tịnh thật thì phải về một giới, bên đó nó có một cực, Phật giới là một cực thôi, còn ở đây là hai cực, âm dương cũng muốn. Bên đây là gọi là âm dương cũng muốn cái sinh ra nhân quả được, còn bên kia có một cực thành không nhân nhân quả được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tại sao vua Hùng lại có 18 vị mà không phải là con số khác, và kinh về đạo Phật Thiền Tông cũng có 18 vị, vậy hai con số này có liên quan gì với nhau? Dù này con đã đúng có 17 ông, chúng con 18. Cái ông mà đầu tiên lập ra nước, khi mà ông từ bộ lạc tuyên lập nước Việt Nam, tiền nước Việt Nam bây giờ là ông Kim Kim Dương, đầu tiên là lập ra nước Xích Quỷ. Là sao? Từ bộ lạc này đưa lên phải nói gì chứ chữ, đặt mấy cái bộ lạc thì nó sợ, nước kia nó sợ. Thì ông có xưng là chữ Xích Quỷ. Sau này Thiên Hạ Trung Vương có chỉnh lại là nước Khoan Ra có 17 đời thôi, cộng với ông Kinh Dương Dương gọi là 18. Còn mà cái A La Hán, Phật Pháp La Hán là nó có cái nguyên do này, nó tụ 18 gốc của cái trái đất này, gọi đó là Phật Pháp A La Hán. Mỗi ông tụ một nơi, A La Hán một trong nó tụ một nơi, trong cái đất này nó chia ra là 18 nơi, gọi là Phật Pháp A La Hán là cái chỗ này. Còn giữa Việt Nam mình là A La Hán nó không có liên quan gì hết, đây là một số trùng thôi. Việt Nam mình hùng dương 17 đời, không 18 đời. Tổng dân kinh dương dương nó mới gọi là 18 đời hùng dương. Nước Văn Lan trải qua 17 đời vua hùng dương. Còn kinh dương dương là nước Xích Quỷ trước công nguyên là 2879 năm. Cộng với bây giờ, nếu mà tính nước Việt Nam mình tính tới bây giờ thì được là 4879 năm tới bây giờ nước Việt Nam. Thì cái chuyện này tôi mới nói là cái chuyện đó, nước Việt Nam mình có cái chữ viết là 4879 năm, so trừ lại cái 2562 năm nữa thì nước Việt Nam mình có trước Đức Phật là 1379 năm. Nước Ấn Độ có chữ viết trước Đức Phật là 2379 cộng thêm 1000 năm. Vì nước Ấn Độ là có trước Việt Nam 1000 năm, nước Trung Quốc là trước Việt Nam 2000 năm. Lịch sử nó viết ghi rõ ràng vậy. Vì thế mà cái này tôi đã nói cho biết rằng có nhiều vị nói là hồi thì vẫn còn có chữ viết là giả, không nghiên cứu lịch sử kỹ rồi ông tưởng ông nói ra thôi. Vì thế mà có thầy nói trước đây không có chứ cái sao không có, không mặn cũng nói đẹp không, con số chính xác không có nói được. Mà Việt Nam có cái lịch sử rất rõ ràng, từ khi Kinh Dương Vương lập quốc trước công nguyên 2879 rồi cộng với bây giờ sau công nguyên 12 sau công nguyên là 2019 là cộng nó sẽ ra 4000 năm. Rồi con hỏi tiếp đi. Có phải những người hiện nay còn mê tín dị đoan là họ đang trả nghiệp lừa gạt lẫn nhau hay không? Này không nói là không có nói trả nghiệp cái gì đâu. Sống quy luật này không hiểu là phải sống sai, phải sống sai rồi sống theo cái tưởng của mình. Chứ mình đã hiểu rồi thì không có tưởng nữa thì không sai. Còn cái chuyện nghiệp là cái chuyện cũng một phần nhỏ thôi chứ không phải là rõ ràng đâu. Có nghĩa là sống trên cái đất này mà không hiểu thì là sống sai, gọi là sống vô minh. Vô là không minh thì sáng thẳng thật. Sống không có sáng thì cũng tin kiểu gì đó tin, không thể xếp vào nghiệp được. Mà trong cái số này cũng có một số người đã nghĩ rằng kỳ thật trước đã lừa người ta, bây giờ ta lừa lại, nó dễ thôi. Nhưng mà các số này cũng ít cho bao nhiêu mà thật ra số vô minh rất nhiều. Sống mà không, giống như mình á, nhắm vào
đi đúng phương hướng được, nghe ai nói thì đi đấy. Nó phải hiểu cái nguyên tắc thế giới thực lý nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, xin thầy cho con hỏi như sau. Khi con đọc sách Thiền Tông vào tháng 3 2019 thì con có đi về Kim Điện trong khu du lịch Hải Nam của tỉnh Bình Dương, thì con thấy có hai chữ Thiền Tông được đặt vào đá ở tòa Kim Điện, và con quan sát thấy toàn bộ ngôi Kim Điện có các bài thơ kệ toàn tiếng Việt giống với chùa Thiền Tông, không có bất kỳ tiếng Tàu như các chùa Phật lý. Và cũng có một điều đặc biệt là mở cổng miễn phí và cũng không nhận tiền cúng dường, và có bạn ghi là cấm mê tín dị đoan. Vậy cho con hỏi là Thiền Tông đó là có giống tôn chỉ và cương lĩnh của Thiền Tông Tam Diệu không ạ? Cái đại năng Cao Hiến là Bình Dương trước khi lập thì có thu tiền, mà khi đó tôi biết là trong cái nhóm đó đó có 4 người đến cái chùa Tam Diệu để nhận cái sách này. Không có cái yêu cầu tôi nào một hai điểm mà tôi không nói, tôi nói được cái này là tùy theo cái hiểu là bây giờ phổ biến ra rồi, sách viết thì cũng làm gì làm. Vì thế mà ông Dũng á, Dũng là tôi á, không nhận được cái này, bắt đầu sợ và không dám thu tiền là cái đền thờ nữa, không có đưa những cái câu chuyện thơ này. Nhưng mà đây là cái chuyện này thôi mình không nói. Vì thế mà mấy năm nay thì cái chuyện mà thu vào trong cái đại nam thì không thu tiền mà cho khu du lịch thu thôi nha, thì cũng lấy ra trong này thôi. Chứ ngày xưa ông Dũng đó đúng là cũng giỏi, ông đi nước này nước kia, ông thu thập được những cái cốt cốt á thì rất hay, cũng dễ dàng. Nhưng mà nếu có một điều lúc đó ông có biết thì có nhiều người yêu cầu tôi phải làm việc tôi nói được, cái này là người ta còn đây cũng muốn mà tôi nói ra thôi, còn muốn lấy thì có lấy, muốn làm thì làm, chứ tôi muốn xem vô. Vì thế mà khi mà hiểu được cái Thiền Tông là rất sợ như vậy thì mới làm như vậy ha. Còn cái này đi sau đó cái nghề kinh doanh của người ta, nhưng mà đều tại tôi chưa có nói trước là tại sao được cái đó không có bao nhiêu mạnh đó. Ông Dũng hồi đó làm cái gì? Ông Dũng hồi đó là kêu bằng trưởng ban quản lý khu công nghiệp, mỗi tháng biết bao nhiêu tiền, không có làm được cái này. Kêu bằng cái thôn mà để làm để lấy luôn cái khu đất đó làm gì, học rồi học có cách lấy dùng cái khu đất để làm cho mà mấy năm ổn định, nó có khác. Còn cái này là nói ra là xuất phát đúng là từ chùa Thiền Tông Tam Diệu đưa ra. Và nhà Phật đó thì đương nhiên người ta đây là ta thấy hay, ta đưa ra không, chứ đâu có gì. Nhưng mà về sau thì thấy nếu mà thu cái này không đúng thì không bỏ, ông không bỏ, ông có thâu vô trong cái nơi mà thờ Đô Đăng Long Vương với Pháp Hồ. Thì của Phật Thích Ca trong Hóa Giang Kiến là nó ở ai? Cái Phật Thích Ca là Long Vương, trong họ là với Pháp Hồ, là với dòng họ ổng, hai bên vợ chồng bên đó. Đó, cái này của người ta thì mình cũng không nói thì cho nhiều ha, thì tự nhiên nói sơ thôi. Rồi, có hỏi tiếp đi. Dạ, trong Kim Điện con lại thấy có chân hoa U Đàm. Vậy cho con hỏi hoa U Đàm này là sao so với U Đàm của Thiền Tông? Rồi con lại thấy có 3 viên xá lợi, một viên tròn màu xanh, một viên tròn màu đỏ và một viên màu trắng như hình người mẹ. Vậy cho con hỏi là xá lợi này là có thật không? Nếu như mà có thật thì nó mang ý nghĩa gì ạ? Xá lợi là cái gì? Là cái xương của một vị còn đang còn giác để lại. Mà mình nên nhớ một điều đó là ngày xưa Đức Phật thiêu một cái gì? Thiêu một tuổi, làm sao chết, cháy chưa được. Thịt chưa cháy chưa hết. Thì nó phải để cái xương, chứ Phật không có tài giỏi gì đâu. Chứ để cái đó gọi là xương của Phật. Mà trong khi đó là bao nhiêu xào một vuông đến một sáu đứa gần để chia nhau. Còn bây giờ chắc là bây giờ nó không phải là cái xương mà nó là cái gì? Cái màu rực rỡ là cái gì? Tôi đã dẫn một người, trong này có ông Lâm, tôi đã dẫn tới chỗ sản xuất xà lợi.
là ông Tuệ Hải, tôi nói thẳng với ông Tuệ Hải, ông lấy chỗ này để ông chứng bệnh. Tuệ Hải là cái chùa gì ông này? Là ông Thanh á, cái chùa gì? Chùa Thiên Dự Hương đó. Ông đấy, tôi mới hỏi là cái thằng mà nó sản xuất á, nó bằng tuổi với tôi, nó tên là Cường. Tôi hỏi Cường vậy chứ, sao lại là Tuệ Hải lấy từ đâu? Nó đem cho mượn á. Tiếng tài gì như kẻ gian có được. Nó làm cái chuyện này không biết rồi được sao với nó sao để tôi nói cho nó nghe. Tôi có nhận ra tao đang lấy cái này thì tao là có đến ông làm với ai giờ đã bốn năm người thì tao biết chỗ chưa sản xuất ra là bốn mùa nhiều con như thế. Ông tỉnh, ông Tuệ Hải tỉnh tỉnh rất nhiều đêm về trưng bày. Bây giờ tôi nói thẳng luôn cái chùa và gì ở cái gì tân nhạc đi đâu là cái chùa gì trung thờ này xa lời Phật xa lời Pháp xa lời Tam Dương có tùng 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 hỏi bà bữa hôm tư nó đi như vậy nè nó hỏi chị chứ đi tu cái gì bà nó tu bia tu cũng là tu là tu bia tôi nói làm vậy có được không tôi nói nếu đúng xa lời thì đúng còn này cái này tôi đi giờ ai muốn mua cái xa lời này tôi chỉ cho đi về sơ chế tôi chỉ cho đi mua bên cô mà trước tôi với ban dân thành phố là bên trên này lên cái tàu hoa nó bám thiếu gì đó rồi để về chế ra xa lời cho bên cô á nó bám thiếu gì đó giờ tôi chỉ chỗ cho đi tàu đồng xa lời đó thì đặt cường nó đúng là cường giờ nó lớn rồi nhưng mà con nó là thế này nhưng mà tôi thấy một cái nó trời đáng buồn là mấy bà tôn với lại mẹ chồng tu lại tôi thấy tôi buồn rất buồn cho cái người tu không biết cái đặc điểm đâu vậy thấy sao nghe sao lại được chồng tu lại không biết là cái gì luôn đến ngày tôi nói đây thì cứ thoải mái phát tôi thấy ở đâu vậy không sao nha bởi vì cái gì thì ông nói chuyện là giả đạo Phật là giả lộ anh biết thì nói ta nghe là biết thôi giải thoát là con đường đi về đã biết là chạy ta biết thôi đừng có bày đặt ra tuần cân là vì thế mà nó có cái chuyện chủng hóa này là ấy chứ thì ông mua ra đời để chủng hóa lại thôi chứ đâu có nói gì hơn nói trăm giờ phải nói là tôi đúng trong có cái gì không gì cũng mở hết mà nói cho mọi người do không chứ không đấy ông bày đặt đó bày đặt cái gì đâu mà biết là đây một đề tài gì đem ra tranh luận tôi sẵn sàng tranh luận không thể là cấm dân ông Thích Lệ Thọ ông nói là ông không thể tranh luận với tôi vì sao tôi nói gà ông nói vậy tôi nói bằng sự thật chứ đâu là làm sao nói gà nói vậy được muốn tranh luận thì phải mời các nhà khoa học các công chứng viên với luật sư để phân xử thì tôi có nói chặt hơn ông nói rằng đây tôi nói rõ là tôi đâu có sợ đâu bởi vì cái chùa Thanh Diệu này nhá chuyên dạy giải thoát là chỉ mục đích rõ ràng nha. Còn bây giờ chùa Giác Ngộ ông Nhật Từ Giác Ngộ hỏi ông Giác Ngộ gì không biết rồi sao đây thành ra cái này cái chùa dám nói ra bằng sự thật là để cái giờ xưa và tạo mà cái con dám nói tôi dám thật dám dạ đưa đây mấy anh tưởng dám đưa đúng tay là sợ vừa rồi thì đưa nó thì có rất nhiều người họ không cùng người đó mà hùng tôi đâu có sợ đâu tôi đã can tiền là không có một phải đi tới luôn tôi không sợ bất cứ cái gì tôi dám nói cái này tôi không sợ nói tôi giờ sao rồi ông Phật 80 tuổi chết tôi là 81 hơn 80 tuổi có chết cũng còn lão hơn nữa chút thật là tôi không sợ rồi lại tiếp đi bây giờ trong tiền đã thấy còn hoa u đàm để hoa u đàm này có giống như hoa nào có tiền tông hay không ạ? Hoa u đàm nó dễ để cái mạng đó là nó lấy cái hoa nó rồi nó trong cái cây già nó được qua tầm gửi phải hoa u đàm. Hoa u đàm có nghĩa là cái hoa này nở ra người ta khen u u việt
Vì thế mà cái người mà nhìn thấy được cái quả này đầu tiên là gì? Ông gì? Ông sao lại phát? Ủa ông gì? Ông gì mà hạt mà hạt cả gì? Nhìn thấy đầu tiên. Ông đợi, ông đợi, ông thấy ông cười. Ông cười rồi ông hỏi Phật cái mặt kia. Thấy cái gì? Nó còn thấy cái hoa này không cười. Thì ông cười, ông Phật gọi là hoa u đà. Là cái hoa sen cái gì đâu. Mình nói cái văn học thì nó đặt mắt chút gì đâu đi. Rồi mấy ông này không hiểu, tưởng tượng, tưởng tượng là cái gì chứ nó 10.000 năm nó nở 200 năm, 300 năm, nói chuyện là vậy rồi mà. Bây giờ tôi nói, cái hoa là nó đã nở mấy ngàn năm rồi. Nhưng bây giờ nó còn, nó chưa chết. 3.000 năm sau nó sẽ chết, còn mấy trăm năm nữa nó chết. Là đúng 3.000 năm sau nó chết. Ông Phật dạy là đúng 3.000 năm, cái hoa là nó sẽ chết. Chết là giờ không ai thấy được, thì nó chết. Nó chẳng còn như một bạn thấy. Rồi, là thế đi. Thưa bác, nếu chung ống thông đi vào trung tâm ngoài 20 tiếng an toàn sẽ bị gì? Có vào Phật giới được không ạ? Nếu chung ống thông đi vào trung tâm vận hành luân hồi ngoài 20 tiếng an toàn sẽ bị gì? Có vào Phật giới được không ạ? Bây giờ cái đất của mình nó quay cái trung ngang cái trung tâm điện hành là quay 24 tiếng, 2 tiếng đi vô và 2 tiếng đi ra, tức như là cái ánh sáng của mặt trời á, nó hai tiếng đầu nó không che trụ được, mà trung tâm điện hành nó đi vào cái đất này thì trong vòng mấy phút là nó đã vô được rồi, mà nó muốn thoát ra đi về thế giới là đúng 1 giờ 60 phút thì nó đi. Vì thế mà cái an toàn trong 20 tiếng có nghĩa là mới vừa quay vô 2-3 tiếng là bắt đầu con Phật dẫn đi vô rồi. Dẫn vô thì thoát ra về Phật giới 1 tiếng ngồi là xong. Là nó giữ sự an toàn đó, thì vô đó phải thoát ra, còn không thì nó, nếu mà không thoát ra thì cái lửa đang ngủ nó đốt không được. Bởi vì vị Phật dẫn đi dẫn chỉ cắt cho thoát, cái còn không Phật chỉ thì cái nguyên thanh thoát không được, nó sơ hở một cái là nó đốt bỏ nắm luôn, nó đốt cái tấm bằng nắm luôn á, chứ không có đâu. Rồi là, rồi hỏi sao, không hỏi là sao, hỏi được anh ý rồi. Dạ, có vào được Phật giới ngoài 20 tiếng có vào được không? Tâm 1 tiếng nó về rồi, 20 tiếng là duyên rồi. Phải vậy? Đi vô vô tâm thành là phải đi ra liền thì trong vòng tiếng là đã xong rồi, còn nếu mà ở chỗ dưỡng được an toàn quá cho con đi an toàn, một trong 20 tiếng làm sao cũng an toàn thì không chết được, vô đó là chắc chắn, mà muốn vô đó phải ông Phật dẫn chứ còn phải là bình thường vô được, bắt buộc là không người dẫn được. Đi vô đây đi vô chuyên sâu chuyên nghiệp lắm, chuyên nghiệp chuyên sâu có người hướng dẫn lên mới làm được cái này, thì vô đó thì an toàn về rồi. Rồi tiếp đi. Nếu mà ngoài 20 tiếng đó cái chân của tâm có bị cái gì nếu không? Nếu mà nó quay qua mà gần ấy là Phật không dẫn được, phải đợi 1 năm sau mới vô đi ra được. Vì thế mà tất cả những ví dụ cái năm nay mà nó quay thì tất cả những gì mà đi về một cái tập trung về hết thoát ra. Dù có sắp hàng cỡ nào cũng sắp hàng dài tiếng một hồi tới 20 tiếng đi ra mà rồi nó có nhiều quá người ta sắp hàng cỡ nào phải trong vòng 20 tiếng là thoát ra, là do ông Phật ông chỉ cách như vậy. Mà khi mà quyền ý ra đời thì nó mới có về Phật giới, còn nếu mà chưa nó không có ai về đâu. Nếu mà bởi vì về sau nó chưa quyền ý chưa ra đời có nhiều người ngộ đạo chúng ta không, đó là gì? Ngộ thánh. Thì ta gọi là ngộ thánh chứ không phải ngộ Phật. Ngộ thánh nó khác. Ngộ thánh là đi con đường thánh, đi lên quả trời. Còn mình ở đây đi về Phật giới là phải về Phật giới gọi là ngộ đạo. Còn mấy người kia gọi là ngộ thánh. Vì thế mà người ta bảo là mấy người đấy linh như thánh hay gì đó, khen đó. Tại mình không hiểu, mình hiểu rồi mình không hiểu được cái chuyện tâm này nó phân tích rất hay, nhưng mà một có điều là nó không dám nói rõ. À, từ từ theo mình suy nghĩ từ từ mình biết. Rồi còn hỏi tiếp đi.
khi chúng nó thân rơi rắc rối thử hoa tiêu bằng cách dừng hoa tiêu bột, dừng hoa tiêu giả thì đi tiếp. Bác nói vị còn đứng trước chung âm thân, thánh thì đứng sau chung âm thân. Mong bác giải rõ hơn và cho ví dụ được thực tế thì thực tế dễ hiểu ạ. Bây giờ một cái chung âm thân mình nhìn thấy con tiêu thì thấy trước mặt con tiêu vậy thôi, đâu biết là ai. Nhưng mà tại làm sao mà mình dừng mặt hoặc nhìn biết dừng mặt hoặc đâu đó đây ổng đứng ngoài cái trận hình trung tâm trận hình của họ, ổng đứng ngoài cái lực thúc âm á mới nhìn thấy ổng làm cái mục tiêu. Mục tiêu đó là cái gì? Mục tiêu đó là ổng thuộc ổng lấy cái điện đường quan ở trong cái tâm giới này nè xoay thành cái mục tiêu. Vì thế mà mình dừng ổng đứng mà điều khiển thì sao, điều khiển thì sao, tay ổng dừng. Còn cái ông mà giả đó ổng lấy điện từ âm dương đứng ở trong cái đất này, ông xem cho mình đi theo, ông đi trước và đi sau, mình chừng ông biết ông đi qua. Dạ, tại vì ông muốn nói là sao, còn cái Phật đứng ngoài xa, tấm mắt thu an đó, là nó biết cái nào. Nhưng mà bây giờ bây giờ thành ra mới bổ túc thêm là tất cả qua tiêu mà có cái hình ảnh gì đó là giả, còn cái chân của sắc trưng nó là thiệt đó. Thì trong cái lễ truyền thiền mà đại chúng giờ ta đã nói là có cái gì đó chứ. Mà trong kinh pháp bảo đàn lục tổ cũng nói rồi đó, tất cả những cái gì mà có nhất đó là nó giả. Mà lúc đó thì lại tôi đúng là lục tổ cũng ngưỡng miệng nói với sư phụ quyền người ta không có được quyền này nè, thì nói thôi chứ ông sự thật cũng không phân tích được. Mà thì đó bây giờ không phải có ngoài, bởi vì tôi nói là trong tâm giới này điện từ âm dương nó có điện từ quan trong đó, tại vì nó quay nó mất cái quan, giống như là nước mà nó quay được thì nó mất cái trong thôi, cái sự thật thì lập ra nó cũng trong. Nó mình mới hiểu nguyên tắc này thì mình hiểu được là cái trong cái trước này tôi không có nói là cái điện từ quan có trong tâm đấy, mà tôi chỉ nói rồi giờ tôi muốn phân tích rằng điện từ âm dương đẻ ra từ trong điện từ quan, không có gì đâu. Nước đục nó đẻ từ trong nước trong, phát vô bụng chút, chút bụng nó thành đầu, chứ có gì đấy. Dẹp cái bụng nữa, nó thành nước đầu. Thì ông Phật nó có khả năng để mình lương. Vì thế mà mình mới nói là cái con ngỗng chúa đó, nó uống nước, nó lại hay lắm. Uống nước trong nhà nước, đục không uống được, nó uống. Mà nó, cái con, chỉ con ngỗng chúa mới làm được chuyện này thôi. Con ngỗng thường uống nước đục luôn. Mà con ngỗng chúa nó cũng ngồi nước, uống nước đục mà nó uống vô lấy trong là cái cái đức độ nó vui. À vậy đó không phải là con ngỗng chúa, nó có tài này những mấy con người hiểu này, văn học Trung Quốc người ta có nói tới những chuyện này rất nhiều. Câu hỏi tiếp đi. Vị có tên là Minh Mẫn ở tại chợ mới Bến Lức có hỏi ba câu như sau. Câu hỏi số 1, khi con cho người thân mượn đọc quyển quyền bí của Đức Phật, nếu họ có chê bai hoặc chửi thì vị thần kim cang có đánh trả hay không, và có ảnh hưởng gì đến tính mạng không, và do con cho mượn thì con có bị làm sao hay không? Nếu mà tùy theo cái chửi mà sắc thì con chửi đánh à, mà không phải lúc nào mà nó muốn đấy thì không phải đánh ở đây để chửi đi, còn đi ra ngoài chửi thì cái cang mà đó là thần kim cang có nhiệm vụ lục hộ truyền chánh pháp truyền thông ở tụi chùa truyền thông thôi nha. Còn nếu mà ngoài cạnh không sao, không đâu biết chứ, giống như mình lên giờ mình cũng chửi ai mà có mặt người ta mình chửi thoải mái, không đâu biết chứ mình chửi có mặt người ta thì có thể nó đặt được. Còn cái người là bởi vì khuyên một điều đó là tất cả kinh sách nói về truyền thông phải lựa người mà cho là cảm tạo cái đức bằng trí tuệ chứ đừng có được đâu cho đó, mà có hiểu chỗ này một chút. Vì thế mà đáng lẽ thì tiền ông 17 năm trước phải nói, nhưng mà nói dần dần là gì nó tập tục thôi quên, rồi sau đó mới nói thật. Chứ còn nếu mà không nói ban đầu mà nói cái này nó sáu độ liền rồi. Không phải thế thì câu hỏi số 2, một người khi hiểu pháp môn thiền tông nếu chẳng may họ gặp một tai nạn bị chết não và khi
khi đó họ hiến tặng cái tim cho một người khác cần để ghép tim. Vậy người nhận tim đó có sống được với cái tâm và sự hiểu biết về thiền tâm của người hiến hay không? Cái tim gọi là cái phương tiện thôi, cái công cụ sự sống thôi, chứ còn cái sự sống của cái người nào cũng mang cái nghiệp của người đó không có thể thấy được. Cái tim này là cái công cụ chứ nó phải là cái là cũng như cái máy môn thôi. Mà cái ông này sống này là ông sống cái nghiệp của người đó, mà có cái phước nó hơn được người này tặng vậy thôi. Nghiệp người nào đến đó chứ đâu phải mà nó đến tìm của ông là ông chết thì thiền tâm mà được đâu có, rồi phải có gì đây. Cái tim này là cái công cụ của cái nghiệp đó, nó nằm ở trong cái chỗ một tánh người đó, nó tập trung nằm ở đó đó, chứ không phải nằm ở ngoài. Theo bản đồ cấu trúc của một tam giới thì mặt trời nằm ở giữa sáu hành tinh tứ đại nằm xung quanh và có khoảng cách và vị trí tới mặt trời là như nhau. Vậy tại sao các nhà khoa học không nhìn thấy được năm hành tinh còn lại? Khoa học bắt đầu mới biết, mà bây giờ khoa học có nhìn thấy những hành tinh kim hoặc những quả thổ nó thấy. Bây giờ nó tìm được là phải cái hành tinh có sự sống luôn. Đây là hành tinh cực tư mà cái thiên dương tạo ra để mà thay thế cho cái hành tinh nào. Cứ tính ra 10 hành năm chia cho 6 hành tinh thì mỗi 1 tỷ mấy gần 2 tỷ năm thì hành tinh đang rã. Còn mình bây giờ là 7 tỷ mấy rồi, còn mình đó là tất nhiên là cũng còn khoảng chưa tới 1 tỷ năm nữa thì đang rã. Thì sẽ chu kỳ của nó. Còn bây giờ làm sao thấy được? Bây giờ là khoa học nó sử dụng bằng cái đi diễn dụng kính, nó cấu tạo bằng kiến, bằng vật chất, là ta thấy qua bên kia được. Mà chỉ thấy kim mộc thủy quả thổ diêm dương gì thôi, chứ làm sao mà thấy được cái hành tinh Đông Thắng Thần Châu Tây Môn Quá Châu, là ta thấy được nó xa lắm. Bởi vì mình tính đo bằng tốc độ ánh sáng, còn nó đây đi nhìn nó thì bằng cái tốc độ của quang học con mắt người, nó đi rất chậm, đi bằng tốc độ ánh sáng thì làm sao mà cái bằng xa quá bao giờ. Nếu mà đây có nhìn thấy cũng không thấy được, tại vì nó qua tầm nhìn của con người rồi. Thành ra bây giờ những cái hành tinh kim mộc của quang thổ này nào không thấy. Hiện giờ nó thấy nhiều cái hành tinh, có thể đóng đặt đây là hành tinh trời thứ thiên dương đó sắp đặt sẵn để mà thừa, để mà khi mà trái đất nào bé thì nó mới đưa lại. Giống như mình ở đây, trái đất này mà sắp hủy diệt thì không biết thời gian nào hủy diệt, không biết thì không có cho điều cái hành tinh này nè nó bay gần lại để gì. Bên này cái ai có phi thuyền hay là đĩa bay bay qua thấy thì tinh đây mà bay qua không nó biết gì. Đáp điều đó vừa đáp bên đây là bên này nó đã luôn, nó bay thành ra vũ trụ gian luôn. Rồi bắt đầu có vô đó 100 người thì chỉ sống 53 người thôi. Tại vì sao tuổi lớn còn sống được, tuổi nhỏ chưa không nổi. Những người nào cũng mạnh thì cũng sống nổi trong cái thế giới mới. Vì mình ở đây khi cái đất này mà chuẩn bị tan rã thì ô nhiễm khủng khiếp lắm. Mình qua cái tay đất mà nó chưa mạnh không khí trong lành chưa có ngủ, giống như mấy cái người mà ở dơ mở sạch mình mà cứ ở sạch chưa ở dơ đó mình nó phải không đáp ứng được cái vật lý, thành ra nhà khoa học không cách nào bởi vì dùng cái kiến thức Galileo mà thì đâu có thấy được, thành ra có thấy được cái đi xa tới cái mức độ mà triệu năm ánh sáng, nó đi tính một triệu năm ánh sáng cũng nhỏ rồi. Còn mình ở đây cũng ở đây mà ví dụ mà ở mấy người mà ta ở Tiền Giang kia ra nó ra chỉ cũng mấy triệu cây số mà nhìn vô thấy những cái núi nhỏ đâu thấy không, mà may mắn là có thấy được những cái mà trên cái đất này thì thế giới á phải nhập học nhìn thấy là cái đất là nó thấy được cái nhà lý trường này là gì, nó có cái một cái nó có một giờ nó nhìn được. Ở mặt trăng nó nhìn thấy nhà lý trường thật
nhưng mà còn cái núi, núi gì một cái núi thì bà đạp xe tôi không thấy, tao không thấy, tao không rõ được. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện tại câu hỏi thưa quý vị là câu hỏi tiếp.
Bây giờ thì mình tu bởi vậy đó, đưa vô cái kiến chấp của con người thì nó bị mờ tối rồi. Kiến chấp thuốc là do cái tưởng con người. Hoặc là ngày xưa đó, mình tu theo cái pháp đông khác, nó lực âm. Rồi bây giờ đó, mình vô thiền tâm, cái nó lực âm nó dẹp ra, nó không đi ra, nó ở đó. Nó cho mình vô đi. Cái gì cũng tốt đó, rồi dần dần nó quay ngược lại. À, nó quay ngược lại thì bắt đầu phá mình. Bởi vì tại làm sao khi truyền thiền 100 người, 95 người rút lui, 5 người khi đó là tiên nghe. Cái người này trước không sao được thì nó là đâm, thì nó làm 95 người này, 95 cái dạng người này, đừng có lạ. Vì thiền tông giống như là đưa được cái sàn gạo thôi. Nguyên phúc đạo được có mấy hộ, không nhiều đến có thân. Nói nhiều 95% mà Đức Phật nói là tiền đã bỏ ra là 95%. Đi ra lại đó là cái gì? Đó là chính thức được này, được kia, được cái que này, cái nào nấu cái que quan là bị này chắc ngã được thì làm sao tiền tao mất tiền. Nó khó là vậy. Bởi vì trong kinh trước khi mà nói thì có 1.000 người tu thiền tông chưa chắc có 1 người tu được. Mà khi đã truyền về rồi, 95 người được tu. Nó có thiền tông nó làm cỡ đó, nó chưa biết rồi. Bây giờ mình thấy mình nghe nói vậy thì chưa chắc. Hoàn cảnh đến với mình rồi hoàn toàn cho quyền hết. Nhưng mà này hoàn cảnh đây là cái gì? Là giàu chắc, chính đắc, hai thứ này. Tiền tài danh lợi thì đây chỉ là chính đắc. Đạo tiên này là thế giới vật lý. Mình không hiểu cái này thì đặt ra là vì sao cách nào có được cái quy luật này. Rồi con cứ hỏi tiếp đi. Chứ con hỏi câu hỏi tiếp theo là như hồi trước thì thầy dạy là cái người tu thiền tông á thì có cái cửa lưu hồi kia đóng lại, chỉ có cái cửa nhận giới với cái cửa nhà vọng tộc thì mở thôi. Thì cho con hỏi là như vậy là những cái người gì, tất cả những cái người được chuyển tiền thì bốn cái cửa tư họ kia đóng lại, hay là đối với những cái người mà tu đúng, có nghĩa là làm đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đó, thì cái bốn cửa tư họ nó mới đóng lại. Dạ như thầy, con tất cả câu này nói là người tu thiền tông mà đó là nó là chỉ còn mở hai cái cửa về đồng tộc và cửa về Phật giới, bốn cửa kia là đóng lại. Nhưng mà cái phòng này là dùng cho những người tu thiền tông chân chính đúng không, hay là để chung hết về thiền tông? Về thiền tông rồi, nếu vô thiền tông thì chỉ còn hai cái cửa này thôi, mà nếu mà con đứng nhiều đóng hết đó, vào tu thiền tông tất cả cửa kia đóng hết, chỉ còn hai cửa mà cứ con đức đóng luôn, con đức lớn đóng luôn. Nếu mà bản thì thôi, nó đơn giản. Còn cái vấn đề mà người ta tu trước sau con được giúp là cái chuyện của người ta, mình không xen vào. Ông Phật đã nói rồi, chính tiền tiền là đã được đối diện với Đức Phật mà còn bỏ đó. Thế muốn chỉ là người không đối diện thì thế mà còn có 1.000 người chưa chắc có người tu được. Bởi vì cái này nó gọi là phá vật lý mà. Nên cái này không có cách nào thoát ra được cái quy luật này. Vì thế mà vị Phật ra đời công bố vị kiến chỉ đem về một số ít thôi. Thằng tỷ người đi trên có mấy chục người thôi, không có nhiều. Thì mình cố gắng ráng dính vô đâu mấy chục người này. Chứ còn nếu mình không dính thì thôi ráng vậy. Mình không có gì quay ra một giờ nữa, đỡ cho ba nhà ta thành Phật. Mười năm nữa, chứ không phải như nhận từ đó là 10 tỷ năm. Người nào 10.000 năm nữa đó. Ta đợi 10 tỷ năm là tới 1.000 con Phật ra đời chứ không ít đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Con hỏi này thì một ý thế nên nó khó. Cái câu hỏi này cũng như những cái người mà tu thiền tâm tu sai làm sai thì bốn cái cửa tương họ kia có đóng lại không này? Cái này đối với người mà tu thiền tông nói tu sai, bốn cái cửa luân hồi kia có đóng lại hay không như vậy? Tu sai á thì luân hồi nó không đóng hết, mà nó đóng có mấy cửa, còn cửa là không, là đi theo cái thánh á. Tu sai thì theo thánh,
cái cửa thánh của mình không đâu. Tất cả tiền gửi đó, tu thiền tâm tu xe, đi nhờ nơi thánh. Đâu, đâu. Đâu, một thánh là tất cả tu xe. Con xin hỏi câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, cho con hỏi, như bác nói á, là tạo công đức á, là phải dùng trí tuệ, tạo công đức là phải một cách trong sáng, phải lựa người mà mình giúp, chứ không phải là ai mình cũng giúp. Vậy như con á, thì con hay lên mạng Facebook á, con hay chia sẻ những cái bài của Thiền Tâm, với lại những cái mà buổi vấn đáp của bác như thế này nè, với lại những cái gì mà trong sách mà bác ghi á, con ghi lại xong rồi con đăng trên mạng. Thì cũng có người chịu và cũng có người không chịu, mà đa phần là con thấy là người ta chửi nhiều hơn là người ta chấp nhận. Vậy cái việc làm của con đang làm như vậy là nó có nên hay không ạ? Bây giờ chửi con sân, con có bị con rồi. Còn nó chửi mà con không nghe, con kia không nghe thì con chỉ là giúp được người nào công đức hoàn toàn sáng suốt nha. Còn người ta trước kia ta chửi con tức con chửi lại nó bị sao không được, con cũng không biết mà ta chửi con không biết là sao. Thì cái công đức của con không là sao, không phải được gì đâu. Nếu mà đưa lên mạng phải biết rằng khổ bán biết ra thôi, đừng có thu lại, đừng có nghe cái chửi nó vậy thôi. Công đức tự động nó tới, công đức hiện giờ nó giống như những cái tài khoản vô hình đó. Nó chạy từ cái tài khoản của mình vô, trong lòng mở ra thấy của sân nhìn tiền nhiều quá thì nó cứ nghe không đến yên lòng. Chứ còn cứ thăm hoài là người ta chửi đi, thấy ta chửi chửi lại đi cứ thoải mái làm vậy được. Nhưng mà đừng có quan tâm, tôi phổ biến cũng đừng có quan tâm hết. Tế phật đức này là mày không, mày không bị đây rồi. Cứ hỏi tiếp đi. Tại vì con có nghe một số anh em nói là nếu như mà mình đăng những cái thiền tâm này trên mạng á, mà nếu như người ta chửi mình á là mình bị ác đức á, như vậy là có đúng không hả bác? Bây giờ con nên nhớ rằng con chửi người nào mà người ta bắt con thì vẫn có cái tội. Còn con chửi ra đồng trống, con chửi ai bắt con được bắt rồi con đâu có còn con nữa. Có nghĩa là con làm sao mà con phổ biến ra vậy, con làm phổ biến đừng có nói gì hết. Hay tốt nhận thì tốt, không nhận cũng tốt, không thật. Chừng nào con phổ biến được con theo dõi, con bị phản hồi vậy con kêu ra, đừng phản hồi, đưa ra thôi. Là trong sáng. Thì về sau con đức con không hiểu được. Tự nhiên con chết, con mất một cái vậy đâu thành, trốn mất con ra thì con khỏe luôn rồi. Nha. Bởi vì tôi đạo Phật là tu gì? Tu muốn tạo công đức, đừng hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thần biết mà, thì tôi nói có thần biết mà. Có thần tâm này biết này chứ, nó nhiều quá, thật tôi nhớ là tôi đi, tôi đại ca đi đâu để đại ca đi sân. Giờ mình đã tới đây. Dạ, bác con hỏi là bên Thiền Tông của mình á, bác công nhận là có nỗi tịnh độ của Phật A Di Đà, bác công nhận là có Phật A Di Đà, nhưng mà sao con nghe bác nói là 48 đại nguyện của Phật A Di Đà là không có, vậy kinh điển nói sai hay là như thế nào thưa bác? Mình phải hiểu cái đạo Phật á, là tu là có công thức chứ không phải tu theo cái lời nói. Lời nói là mấy ông thầy nói. Bây giờ con muốn lên A Di Đà tại vì con có làm phước thiện, con nhớ con khi con nhớ con lên chỗ thanh tịnh con ở vô tư vậy đó. Khi con làm biết là cái gọi là cái công thức. Còn cái chuyện mà 48 lời nguyện ai sẽ chứng minh là 48 lời nguyện con tạo A Di Đà đó. Nếu ông A Di Đà mà ông, nếu ông Thích Ca nói thì ông Thích Ca nói sai là 48 lời nguyện này ông Phật
Thích Ca bảo là tu đọc Phật viết Phật, giờ không phải là tám lên lên kêu Ngài Già Đà ở đây nguyện thái nhập là đủ hiểu không? Có nghĩa là bốn lá lời này là do các người sao nói lại, nhưng mà công thức về Ngài Già Như Đà có công thức nó đúng gì không? Phải cần tu vậy, tuy vậy là thuốc nhận muốn về đó thôi, là thần từ khi nhưng mà chức là liền đạo Phật phải nghĩ cái tinh qua đạo Phật hành đó, cái gì chỉ rõ ràng còn phải những chuyện mà nói vớ vẩn này kia là không phải, cũng phải làm sao đủ thôi. Chứ có ai giờ nếu mà nói vậy nếu mà hỏi Thích Ca chứ không, ông Thích Ca nói cái trên thế giới ông nói là nó không có cái gì nữa, phải có chứng cứ rằng là không có nói. Giờ cái bốn tháng lần nguyện thì có ai này thì ông lên cái ông lên như là ông nguyện con nào đây là kinh sách người ta để lại thôi. Cái kinh sách này bất kể là dịch một hai lần đã sai rồi chứ đừng nói lần nữa nó không có chuyện đó. Mà bây giờ cái này sẽ chỉ là tôi nói thiệt là bốn tám lần nguyện mà hồi nhỏ tôi cũng không biết, tôi nghiên cứu không thấy, mà sau này tôi lớn tôi thấy bốn tám lần nguyện này có ai không thích đi tận giải đấy. Và Phật tử nói, hồi trước tôi có chuyện này, giờ ai biết lệnh này là ông đó. Cái ông đó viết lại muốn nói là nguyện này, chứ không phải là ông nói chứ. Bởi vì đạo Phật là đạo công thức, cũng tu gì về công thức đấy, có công thức đấy. Nhưng mà về một cái nó cũng có công thức, mình về trình độ công thức mà làm thần cũng có công thức, làm người giàu sang cũng có công thức. Chứ không phải gọi là đạo Phật gọi là đạo công thức. Chứ không phải trả mê tính. Bởi vì ta bắt buộc là phải sử dụng trí tuệ. Tác giả ta làm trí tuệ là gì? Là cái hiểu biết. Tác giả là trùng pháp mang ra mặt và thanh tịnh. Phải đúng được một bốn cái tiêu chuẩn để nó tu cho Phật được. Không hiểu được tác giả mang ra mặt là cái gì? Thấy không? Còn mình không hiểu thì mình tưởng mình tu cho cái tưởng là sáng, tưởng là sáng. Rồi, câu hỏi tiếp. Bác có nói là Bồ Tát muốn về Phật giới thì phải đạt được diệu giác là tạo công đức. Vậy như ở lúc tịnh độ là Bồ Tát đã biết cách tạo công đức chưa hay là phải xuống thế gian học thiền tông mới biết cách tạo công đức luôn anh? Bồ Tát muốn về Phật giới lúc nào được? Đây là tại sao? Như Bồ Tát Quan Âm này ở bên Phật giới á, đã khiến bao nhiêu người tới cái thiền tông. Đấy, bao nhiêu đời, à, bao nhiêu họ ra đời. Mã ở đó thì công đức rất nhiều và có cái gì, có nhiệm vụ phải sai khiến người ta tới thì người ta hiểu về mặt công đức rồi. Thì giờ bây giờ muốn công đức, muốn trở về đâu thì phải trở lại làm người xác nhận bằng cái công đức của mình để được một vị Phật có dẫn về. Mà một vị Bồ Tát muốn về một cái dễ rất nhiều về cái đó ta tạo vô lượng công đức rồi. Chỉ xuống đây để mượn thân người để mà chỉnh lại cái tâm thân để đi ra Phật giới thôi. Thấy không? Bồ Tát tạo đã tạo công đức rất lớn ở trên Phật giới, ở trên bên nước Tịnh Độ rồi. Chứ phải đây, không phải vô đây ngồi như mình. Mình vô đây còn tạo kiếm và cắt cái bản kiếm và triệu không? Trời Phật biết bao nhiêu người. Bây giờ tự nhiên có nhiều người tại sao mà biết cái thiền tông này. Hôm qua anh chỉ còn tiền là vậy đó. Rồi hôm nay chỉ cho mở dẫn đi. Mà khiến mình đi. Khiến đi rồi mình không hiểu để là bạn có công đức rồi. Mà để dẫn đó. Nhưng mà ở trên đó là hưởng nó không phải chấp ngã. Thành ra cái công đức các Bồ Tát không bị môi. Vì thế mà người ta xuống đây để mượn thân người, vì thế mà tạo thân con người để là đạo tu thân để đi về, không về đây quả cần, cho nên thì không có tạo gì rồi. Còn cái diệu giác là cái gì? Bởi vì nguyên tắc một vị Bồ Tát là phải lên cái đẳng giác là cái cao nhất, cái diệu cái cao nhất, nhưng mà nó không nằm trong quy luật nghịch lý, không có tốt được. Cái diệu giác thì phải tạo cho tới số 10 để mà tạo trở về đây. Về đây Bồ Tát muốn sanh đâu là tùy ý, thì chọn xuống đây thằng từ thằng cũng chở nữa, nó thôi ngài muốn sanh đâu cũng chỉ vô sanh được rồi, ngài đi tìm cái món thân ngài về. Nó là cái diệu giác, là
tác của một vị Bồ Tát là tự ý định làm việc thành đạo. Thế là muốn sao tạo được. Một vị Bồ Tát khi mà sanh, bây giờ con để nhớ này, để ý định chỗ này là tất cả những người giàu sanh ra con mà chết sống, đó là Bồ Tát đó. Có nghĩa là muốn tu Bồ Tát đi về, cái tâm phải ở cái hướng nào. Không có người ta ở trong cái nhà ta cao xa nhưng mà ta lớn lên người ta đi làm cái gì mà ta không hiểu, không ai hiểu được cái này. Mà chỉ có truyền thông mới dám nói được cái này. Tại sao có nhiều người, ví dụ mình nghèo quá, mình chết thì đúng, còn cái người giàu để mất nó mà mọi chỗ chết, thật ra. Chính cái đó là Bồ Tát mượn thân không muốn biết cái đời này. Thì đổi ý của người này. Mà là một vị Bồ Tát không về thì kêu Phật ra bệnh, chuẩn bị trước về. Mà muốn một Bồ Tát cũng về chứ không phải một Phật về đâu. Bất cứ ông mới về, chiếu mạng của ta lớn. Bây giờ quan tâm là về đâu phải là nói là một trời Phật này. Có thể còn là mấy tụi Phật ra đời quan tâm cũng còn. Ta phải Bồ Tát, Bồ Tát để mình giúp cho trên, giúp cho trên cái nước tịnh độ để chi. Từ cái chỗ có điều kiện tại cái địa cầu này. Vì thế mà bây giờ đó, khoa học chứng minh rằng bây giờ mình giỏi đó, nước mình kêu khó chứ nước Mỹ hoặc là nước Nga nó có rồi. Bây giờ nó làm đụng nó khi nào trong ngày đụng nó ngồi lên nó có chuyện nội nhà, có điều kiện. Ai có đi qua Mỹ nó nuôi cái gì nó còn mãi không thành nội ra nó lập trình nữa. Nuôi từ con bò trồng cỏ nó lập trình đó, bởi vì lẽ làm sao mà cái thực phẩm của người Mỹ một giờ người ta một người nông dân một người mễ qua nước Mỹ nó làm một giờ 10 đô mễ đâu một giờ 10 đô mà tại sao nó mắc vậy nhưng mà nó mở một cái nhà mẫu đó, nhưng mà tôi mấy ông điều khiển được. Từ cái máy mà chở lúa này lên từ khi ghe và cứ đưa vô kho xé luôn đưa vô bao thoải mái hết không có ông nào giống như mình nằm chặt trong đó gì. Vì thế mà khi khoa học còn chứng minh được cái này thì mình mới biết rằng một vị Bồ Tát từ bên kia điều khiển từ là cái đánh này tạo công đức không phải giống như mình. Bồ Tát không tạo công đức như mình cầm cái sách đi cầm cái máy cho phải để Bồ Tát mình khí đi thôi. Muốn cái gì Bồ Tát nhận cho nó. Bồ Tát đã đọc được cái tâm niệm của mình luôn. Rồi có hỏi cái gì? Gần đây cháu thấy trên Facebook có chia sẻ về thiền tông của mình là nói 6 đệ tử lớn của Đức Phật mỗi người là ở một cái trái đất và ngày một thiền viên là ở cái cõi Nam Thiên Bồ Đề này. Cái người này chia sẻ như vậy là nói đúng hay là tưởng tượng mà nói luôn á? Có người chia sẻ là 6 đệ tử lớn của Đức Phật mỗi người ở một cái cõi hành tinh trong 6 cái đất này. Đức Phật có gọi là thập đại đệ tử 10 người mỗi người một riêng một kiểu một cách mà trong đệ tử Đức Phật nó có 28 người chứng thánh luôn nha. Có nghĩa là 10 đệ tử mỗi một người giống như một ngày đêm thì chứng thần thông rồi La Hầu La thì cái mình nó phải giỏi còn ông A La thì nhớ dai mỗi một người có một kiểu ở đây không chứ cái điểm của anh đây là một vị mà đi theo một vị còn năng còn giác phải có bồn cái này mình nói được mình nói gọi là 10 cái bồn ổng là chủ tịch 10 cái bồn. Thần thông là cái gì? Tính ra Việt Nam là cái gì? Thần thông là gì? Là bộ. Là bộ quốc phòng. Mỗi người nó có cái kiểu. Còn cái ông nói giỏi á, nó là bộ văn quá. Nó đâu nó ra đâu, chứ không có gì khác nữa. Ở đây, tại đất này, ở tại nước ta thì nó để cái con đi thoát đâu á. Ở nước miền Bắc, Ấn Độ. Chứ không có đâu xa đó. Nhưng mà về sau này, mấy người ta tu vật lý người ta mới đưa ông lên thành thánh đó, thành này kia nọ. Nó sai về cái chỗ đó, cũng
chỉ còn năm giờ chắc có thể là linh thiêng được, mà bây giờ thì qua bệnh trời ơi, không chết rồi mấy ngàn năm rồi thì giờ còn đem treo trời rồi bắt đầu đi lỡ rồi đi niệm ai như là ở nhà cha như là Phật gì đó, ai cũng bổn sư thích ca đi vòng vòng. Tôi gặp cái tượng, tôi xin lỗi cái tượng dơ, còn dơ cái tượng này mà đi mà lại, tôi thấy chán nản. Đi theo đạo đi qua đạo mà không chịu đi, mà đi mỗi bước một lại là cái gì mình dơ hẹp. Nó bởi vậy thành ra nó làm cho ô uế cái tinh hoa nó làm Phật chỗ này. Nó Phật nó phải dễ dễ. Còn bây giờ người ngồi tưởng nó ở ở nước này chứ đi, mười ông đệ tử rõ ràng không đạo có tên cũng là Phật. Họ cần phụ trách một chuyên nghiệp. Lời câu hỏi thế gì? Dân đạo mình chưa qua có nói trong cái trả lời là người có công đức lớn hoặc là nhiều thì có thể nhìn thấy được chư Phật về tay chứng kiến cho thấu thương. Vậy cái ý nghĩa đó là như thế nào? Xin bác giải cho con. Ai mà có công đức hay vô là cũng nhìn chưa nhiều một cái được. Nhưng mà có một điều tại vì Phật cấm cái chỗ này không cho. Thời Phật Pháp anh thấy anh không được quyền nói. Nói cộng đồng kiểu nhào vô. Rồi sao? Nó giải đọc điều nào ở đây. Vì nó còn sợ cái này. Là nhiều công đức rồi, bây giờ dường như nó sáng, nó phá được cái âm lực trên cái thế giới vật lý này, gọi là âm dương nó phá. Nhưng mà có nhiều khi mình biết rồi, mình hiểu rồi, cái điện quen này là chết rồi, là cái kia nhầm rồi. Mình thấy thì đúng là tỉ cái chỗ, như bọn kia cũng đưa xa xa thì thấy. Vì thế mà nhiều người đó, tôi thấy là chúng kia là sợ nhất. Vì thế Đức Phật sợ cấm một món chuyện này. Thế giới này có chứ phải không? Nhưng mà mình không hiểu được cái lạc cái lợi rồi bắt đầu xưng hùng xưng ba rồi lập này đằng kia rồi chết á uống một cái cuộc đời tôn mình chứ không phải là đó không thấy đâu mình thấy nhưng mà nên không dám nói mình nói ra rồi nếu mình nói tự nhiên mình khoe rồi là bắt đầu mình đã vô cái ngã chấp rồi mình nó lạc vào trong cái loại thánh rồi. Mình nên nhớ vô lời thánh khó ra là cứ vậy vậy. Nó sai mê sống cái lời thánh rồi khó ra, nó thoát ra vui lực. Nhưng mà đừng ngồi đâu. Thế không phải có cho rõ, cố gắng chạy ra đi, mình chạy bệnh, cứ thấy gì thấy. Thế không? Còn cái chuyện người ta nói là nói cho mình hiểu gì thôi, mình hỏi các bạn thôi. Chứ còn mình mà nghe người ta nói bởi vì thế, tôi nói là mình, cái đạo truyền thông này ra là tuần tự, nói từ thấp đến cao, nói từ ẩn dụ rồi đến hiển thị. Chứ không phải có ban đầu mình nói hiển thị được, mình ẩn dụ từ từ nó mở ra. Rồi còn phải tiếp đi. Trong thời gian dò thì bác có nói là khi một người mà sắp tu thiền tông mà sắp chết thì từ 1-3 ngày có thể thấy hình ảnh báo trước. Vậy thì trong cuộc sống bình thường của thầy làm sao mình phân biệt được cái giấc mơ mà báo trước mình chết hay là giấc mơ bình thường mà mình ngủ vật lý bình thường này? Thế thầy thấy rõ không? Không phải thiền tông bất cứ ai tu ở thế giới này là trước khi mình chết thấy như thế này tại mình tính đến cái người thân lên người thân nào mà lớn tuổi đó cái thường thường là người họ thân lên là ta sẽ nói cái gì mình biết. Không phải tiền tâm thấy đâu, là người nào cũng thấy. Nhưng mà có nhiều khi người ta lớn, người ta không nói. Rồi thứ nhất đó, là người ta già quá, người ta không nói được. Là ta thấy người ta không nói được. Mà trong kinh Đức Phật kêu là tiền chết đó, trước khi mình chết, mình đi đâu. Là trong cái bài giảng đó, rõ ràng mình thấy cái này là mình sẽ đi đâu. Nhưng mà có nhiều người thì họ già quá, hoặc họ bám thân, họ không nói được. Họ thấy, họ đâu diễn tả được. Mà nếu không ai hỏi làm sao biết. Giờ tôi để ý là tôi có dặn mấy người rồi, người lớn tuổi 90 tuổi đã lên chưa kịp chết bám chạy qua bà này nè dữ quá, thấy gì nói tôi không nghe. Bà thấy thì biết rồi, 3 ngày bà chết nó có nói, nhưng mà tại vì mình không hỏi người ta đâu có nói. Tôi nói ngày xưa bà nội tôi chết bà kêu tôi lại gì đấy sao bà thấy ông bố còn không nói vậy, tôi nói gì
mà đổi thêm bốn. Nó nói trời ơi, đâu còn ai có hiểu tôi nói cái gì, để tôi biết chắc chắn bạn trở gì được mà tôi nói cũng vậy thôi. Nhưng mà bà hỏi tại đây bà hồi đó tôi hiểu mà tôi đi tìm cái người lớn tuổi tôi hỏi cái này để tôi có đúng không, bà nói đúng không. Tôi có nhiều người đó, nhiều người thấy cái này cái kia mình biết hết đó, 90 tuổi là kiếm người nào mà già 90 tuổi lại đi kêu mình làm quen đưa cho bà ăn rồi đặt cài hạt hết, cài hết luôn nha. Đó nên là mình cũng hiểu rồi, rõ ràng mình thấy cái gì mình cứ... Bây giờ tôi nói hồi xưa có cái ông cũng bệnh, ông có phải mấy tuổi rồi bậc chuyên môn tiếp theo thì tôi mới chạy đến tôi chơi à. Tôi nói bác bác tư bác bệnh lâu quá sợ bác không chết, tao mình có tiếp theo sợ quá. Ủa chứ chứ con làm cái nghề theo thì bao lâu rồi, nó 20 năm rồi còn đời sau này ổng chết rồi ổng thẳng ra không. Thì tôi mới nói thì bác gái bác đi cứu một cái thao nè, tôi cái thao với cái dao đó ổng muốn cho bác tự bằng tay bác ra chết dễ ờ mày hỏi làm gì để đây rồi lấy cái dao đập mấy cái rồi nên lùi vô nó cổ chả rồi mới vừa đứng ông ra rồi chết đi vừa đưa vô ông ra nói mày không có đâu đây chứ ông nào cái thằng đời ông chịu chết rồi. Tôi nói cái kinh nói vậy tôi không nói tôi bảo nghe không thì chắc chắn ông như vậy đó chứ không giờ sao mà được trong chấp đó ông hỏi tôi cứ vậy được bắt bắt tôi về đâu chắc lên trời ở cũng quá vui rồi nói là vui vậy mà đạo thì chú bắt tiền lên nào cả rồi đó chứ thời của mấy vị tổ ở Trung Hoa đó có những đệ tử nổi tiếng như là ngài Long Tế Bát Trộn hay là Ngưỡng Sơn Vi Sơn, thì những cái vị này có biết đường về Phật giới không? Những đệ tử nổi tiếng của Long Tổ như chồng thầy Long Tế hay Tào Động, còn những cái vị đó có biết được công thức trở về Phật giới hay không? Là mấy tổ thiền sư Trung Hoa Việt Nam không ai về Phật giới nữa, ăn cắp thêm là gì? Khi quyền ý công bố ra mấy ông này mới nhớ được, không hiểu hai ngày không thức luôn, hoàn toàn không tái sanh lại làm thầy luôn, mấy ông tổ mấy ông thiền sư tái sanh lại làm thầy chùa luôn, không về Phật giới nữa. Là gì? Công bố chỉ nói chứ không giải thích, nhớ rằng là chứ giải thích cái này chứ còn cái mà chỉ công bố quyền trí còn giáo lý không công bố công lý giác để cho không công bố công đồng mà chỉ đọc cái giáo lý mà chỉ thấy là có hoàn toàn không về thuộc giáo lý còn đi trong một lương hồn mà đa số đều tổ đi lên là làm mấy ông thầy á, mấy ông thầy về sau tu đức giỏi là các chùa rất to không về hoàn toàn không nào về Phật giới, về Phật giới từ khi công bố quyền đi còn lúc chưa công bố đi không ai về được, tại vì công bố chưa Phật có gì mới tới giảm đi, còn nếu mà chưa công bố không nào biết đâu là tới giảm đi nó gì thế nào không về. Nhưng mà nó làm là tất cả những vị tổ làm đi theo thánh hết, thấy Phật hiện lưu về không quên một đề rồi gặp Phật kết Phật không quên cái cổ đó đi cho nên là Phật chỉ thấy về được lúc đó không dám đâu, không dám gặp Phật kết Phật, bây giờ mới dám nói gặp Phật kết Phật như ngày trước chưa công bố gì, không ai dám nói cái này kết Phật lại gần chết là nó giết ông chỉ bây giờ thì không có dám nói như chết này rồi hỏi cái gì. Lục tổ Hoàng Anh cũng là tổ mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là tổ, nhưng tại sao ngày tổ quyền năng thì ngày sợ nhân quả khi sống với những người làm ở xanh đó thì ngày ăn rau không thịt, không có dám ăn thịt, còn đức vua Trần Nhân Tông thì biết nhân quả nhưng mà tại sao ngày dám cầm gươm để giết người mà ngày không sợ nhân quả thưa bác? Ông lục tổ đâu phải là vua, ông Trần Nhân Tông là vua, một ông vua bộ đạo khác, một ông bình
bình thường cổ động khác. Thì ông từ từ chết 24 tiếng rồi ông tình kè ông tập để quấn cái thân động được thân thể là động chết. Còn chưa ông có gì đâu, ông nắm ra thì ông cũng còn kiếp như mà ông này. Ông biết lên đường thiên lúc đầu ông chết, ông này chết vì cái gì, chết vì đường thiên lúc đầu. Mang cái vật lý biểu về triều đình, ông cũng về, ông đã còn tập chết ở đây. Cái gì rõ ràng, ông nói là ta hiểu rồi, không ở đâu cũng vậy thôi. Mà về Hà Nội có nói gì được không? Hoàng còn không có nói. Thành ra trở nên mất, ông là ông đã được tập chết, 50 tuổi chết thôi. 45 tuổi đi tu, 50 tuổi, 50 tuổi chết. Cái năm năm nó có nghĩa là, có nghĩa là để lại những cái gì cho người ta biết rồi đi. Ông chết thì rừng thiên nước độc. Thế giới vật lý nó là vậy. Chứ không phải ông không có thần thông gì nữa. Chết bằng vật lý. Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Chứ đừng tưởng ông rồi là gì. Mà bây giờ tại người bây giờ người ta thờ, người ta nói sai, gặp nhau nè. Thì không có đốt nhang. Đốt nhang thì thành ra nó học dần thôi thì thắng rồi. Nó biết là cần cái tâm này nó thắng. Nên nó mới đốt nhang. Những người tu thiền tông ngày nay nếu mà lại được xá lại sư Phật hoặc là lại cái nhục thân của đường tổ ở Trung Quốc á, khi đi du lịch á thì những cái người lại này có bị là bôi đen trong đất tông thưa bác? Người tu thiền tông nếu lại nhục thân của đường tổ ở bên Trung Hoa thì công đức có bị bôi đen hay không? Người tu thiền tông nếu đi qua Trung Quốc thường gặp cổ hội đang dùng thông được cổ hội đang á vì lại có bị đức có bị bôi đen hay không? Con còn lại những cái tổ làm gì lại? Có nghĩa là khi mà công bố quyền ý ra hiểu rồi lại còn được, lại các đôi học trước cái pháp này thì được, ngoài kia không hoàn toàn lại. Mà bây giờ này chứng minh rõ ràng chùa Nhật Lý vô mới lại được, ở chùa Thiền Tông mới lại xá ẩm thôi, chùa Nhật Lý hoàn toàn. Chùa Nhật Lý là giờ ai ở trong đó? Thánh là trong đó không? Rồi lại cái gì? Tổ quá cha cơm thánh, tổ một vô một đông nương, cơ động vật. Mình phải hiểu, mình phải hiểu cái thế giới này, mình phải hiểu được cái thế nhân quả này. Chứ còn nếu mình không hiểu thì lúc đâu lại đó. Tại giờ bây giờ hỏi thì cái biểu của cô lại Thiền tâm thì cái biểu được lại thì sẽ biết được, hoặc thì còn ráng lại cũng được mà cho biểu. Mà ta nó phương định cho rằng biểu là tờ ai trong đó. Thế hiểu chứ, Thiền tâm có hiểu. Vì thế mà cái đầu, và thật sự đó mà, bây giờ tôi nói thế là vừa rồi nước Việt Nam mình mà cái ngày Tết vừa rồi cắt lên lấy tiền nhà mã rồi đốt khủng khiếp luôn. Ngoài trung ương báo cáo là cái này cũng có thể là cái đường mà buôn bán có thể là gần trên 1.000 tỷ đồng đi nốt 1.000 tỷ đồng nó đem lên cắt cơ được bao nhiêu đấy cái trường hợp mình làm cái chuyện nó có hứa không chịu làm thì đốt nó làm gì hoặc giờ muốn cái này không đốt vậy ở trần dân tâm nói là cái phổ biến không ra trên hết đó mà phải còn không biết đâu. Bây giờ cái này nếu mà muốn coi dân tộc Việt Nam mình đừng có mê tín dễ ợt phát động cái thiền tâm nó ra bằng giống như là động vô hiểm còn chẳng ai cũng biết đó và ai ra ra đường không và ai lên đường mà không chấp động vô hiểm khi còn chẳng ai cũng hiểu cái này thì xin lỗi cho biểu cung và ông cung biểu lại nó không lại nó hiểu lắm rồi thì dân tộc Việt Nam mà tự nhiên sáng suốt đơn giản học chưa làm mà bỏ tiền ra mà trừ này trừ kia mất đó mà khỏi bỏ vậy rồi chứ không biết cái ai cũng dân giờ ví dụ mấy gì mà hồi xưa chưa tu thiền tâm thì đi lại bây giờ biết rồi có biểu lại có một lại tôi uống một cốc lên có cài cắm đâu nè thì tự nhiên nó hết mà cái gì cái thương hệ quốc gia mình không hòa bình á mà chịu làm thì thôi cái đó là tôi có lỗi rồi nói là tôi chứ không phải là bệnh viện của nhà nước của chính phủ cái này đơn giản mà chỉ phân tích là toàn dân biết thì toàn dân biểu đi uống một cốc biểu lại hậu lại rồi để luôn đi du lịch thôi chứ không còn tâm linh không còn du
du lịch tâm linh mà là du lịch quan giả, hay là du lịch trong núi hay biển cả thì thông thường mất cái tâm linh mất luôn. Con đã chết thì chết du lịch tâm linh rồi. Rồi phải chết vậy. Người tu thiền tông mà xưng mình là tổ là Phật, vậy thì cái người đó xưng là do cái tổ của thánh rồi xưng hay là do cô hồn ở bên ngoài nhập vô mà mới xưng thưa thánh? Những người tu thiền tông mà xưng mình là Phật là tổ thì do tánh người của mình á xưng với mọi người hay là do cô hồn ở bên ngoài nhập vô mà mới xưng thưa thánh? Cái này có cô hồn vậy, do tánh tham mình xưng để cho ta cúng tiền cho nó vẻ, không có cô hồn rồi nhập. Chứ tôi để tôi quan tâm tôi thấy này cái này là bổ cái xạo để làm gì, để cho mấy bạn mấy người không thể lên nhận cúng tiền tưởng nó thánh thiện. Bây giờ tôi coi xin hỏi rồi này nè, xin đi xin rồi đi tới tôi này mà không ai cúng đồng nào thì còn biểu cái xin hơn xin đó, xin để lấy tiền mà giờ nó xin hoài không ai bảo cái này cho tiền mà nó xin. Cô hồn nhập nó khác, cô hồn nhập đó là phải nhập cái người mà còn trinh, cô hồn có nhập được, còn cô hồn có vợ chồng có nhập mà cho cái tánh người nhập, tánh người đó nó phát ra để nó kiếm tiền, chứ không có cô hồn là vô đây, cô hồn phải nhập với người, còn trinh trai gái cũng vậy, còn có mất trinh rồi phải nhập không dám vô. Thế giới kịch lý đó là để mình hiểu nguyên tắc đó đấy, bởi vì mình thấy tất cả những người mà dân này nhập là nhỏ mà chú em lớn của bạn đọc em nhà bạn giáo nhà tôi muốn dân là nào vô rồi hỏi tới đây một vị Bồ Tát có tịnh độ có khả năng giúp một ai đó tìm đến với pháp môn thiền tâm để được giác ngộ và giải thoát, vậy một vị đang tu vật lý có cầu các vị Bồ Tát này đưa mình đến với các pháp để được giác ngộ và giải thoát được hay không? Ở thiền tâm này cái đó thế giới này một chuyện của ông kể của ta từ cái đó thôi, mình mà chọn cầu đó nó sai là trong này nó có, có nghĩa là bây giờ con ở đây mình chọn cầu ăn thắng nhậu vô liền sai sai là sai cái ông thắng này là thì thôi, mình con người chọn thứ lại phải thân thiện thứ lại giúp người ta hoàn thân thế này bằng cái suy nghĩ của mình chứ đừng có mong được mình là giúp một mình con người tại chỗ giúp được một mòn cầu Bồ Tát. Bồ Tát là cái người ta muốn là tự người ta lo, còn mình nên nhớ rằng sử dụng bằng tánh người tìm cách giúp được con người nhập lý phải sử dụng bằng hoàn toàn nhập lý, đừng có mơ mộng gặp trong kia nhập vô lúc đó mình không phân biệt được mà có mình đi xa thì ta không phải là tiến lợi lại cái chỗ này, đừng làm sai cái mình nhập lý. Giờ câu hỏi thì hiện tại có hỏi có bị là đặt hơn tiếng không? Thần có tiêu cô hồn là mình để ý này, nó dẫn đi, nó không có dạy đi nữa.
cái núi cái chay là mình đã bị mình còn lại đó là quả hoặc tâm trầm là tâm giác móc cây của chú là tư thiện đó hay ok có nghĩa là một thoát ra một cái liền rơi được nó căng ra còn mà nó căng ra mình thấy cái vòng tròn của cái đá nhà nó đúng bởi vì đi vòng tròn đâu cũng thấy cây đúng đó mà biết sao cái đó nếu mà mình đang mình hiểu khi đang thoát ra cái này là đúng là không nhiều lần rồi đó còn mà bây giờ thì nó đúng là mình có công đức thì mình ra thì ông Phật nói mình kéo mình đi liền chẳng phải có công đức rồi mình ham muốn cũng ham muốn cũng nghe lắm đó mà ham muốn nó giàu đâu nó sai giờ mới biết thì ta đã nói rất là nhiều cái qua tiêu mình dừng là ông Phật ở xa không nhìn thấy các bạn nhìn vô thấy không dừng ông điều khiển thì sao người còn kia cái ông thần với con hồ này ông không đi thở ra chạy mà mình chạy lúc nào chạy thấy ông thấy ông thì không chắc chắn là đây là vậy rồi câu đó mình dừng vô được nè mà có thương làm việc đó là sao quy luật nhân quả thì hiểu nếu mình hiểu được nó theo cái quy luật nhân quả con thoát được cái quy luật này con đã hiểu không thắc mắc gì con hỏi thêm ý con đang hỏi là khi mà chúng tâm thân mình thoát ra khỏi cửa hàng trường dương của trái đất rồi á thì nó quay bốn phương hồi không? Không, thần nó không chỉ như mình đã nói là tập mẹ rồi quay đang đi là bạn rồi còn nói gì nữa có nghĩa là vô trong trung tâm Hải Triều Dương là cái trung tâm thật sự nó bị xa rồi phước đức ác đức ta mất rồi nó duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi thì nó rơi nó về Phật giới Phật nhãn nó mở ra được khỏi ai nó tu thành Phật rồi không khỏi ai nữa thấy biết hoàn toàn vậy chừng nào còn họ quan thân trung tâm thân này thì mới hỏi vì trung tâm nó là cái điện từ con mắt bằng điện từ còn mình bây giờ thấy con mắt nó là tứ đại thấy vô rồi là vô trung tâm hiện hành linh hội lại chưa chưa còn mấy anh này thức thành mặt trời do đó bất đạt thành phật nhưng mà chưa thành một kim thân phật mà chỉ là phân nhãn hồi hộp quan tâm phân nhãn thu hộ lại chừng nào về chung về phật giới thì để được quan dưỡng vô thì kim thân phật có hình thành được vô đó thì đừng có hỏi vô hải triều dương vô hải triều dương nó làm ra đề biểu biểu chạy điện này cho tôi thích là nó chạy được bốn đường nó bị phải dùng dùng đạp với hải triều dương vô đó nó không bám được chỗ này bắt buộc phải đi ra theo quy luật nhân quả vì thấy cái tập giới nó quay mà nó quay để nó hút và nó đẩy ra giống như con trèo lên một suối con rớt xuống vậy thì rớt cái ào xuống rồi mới quay đâu rồi mà nếu mà nó chạy tới chỗ nào mà thoát ra thì con phải ra ra tới chỗ nào thoát mà con giữ được à, tới đó khỏi hỏi ai hết tới đó con sẽ mở ra được cái câu là nghiệp chiếu cổ đây không có nghĩa là từ giờ mình sống nó có cái ngu muội nghiệp trước tử tệ bây giờ nó đeo một bộ coi vậy nghiệp trước là cho cái điện từ như nó hút cho con vậy thôi lại tới mình ban cho con hỏi thêm một câu nữa trong một cái thời gian rất là lâu rồi ta còn nói là chỉ có cái phần cái chính xác này về này vào trung tâm và luân hồi á nhưng mà theo khoa học tính toán ở trên đất mình chúng ta mà vì một năm có 365 ngày chúng ta hoàn toàn có thể tính được chính xác số ngày là trái đất đi vào trung tâm và luân hồi vậy con muốn hỏi là nói như vậy liệu có chính xác không ạ? Tức là có một giải đáp rất là xa rồi đó. Tất nhiên con nói rằng là chỉ có vị Phật mới biết chính xác này đưa chúng tâm thân vào trung tâm thân hành luân hồi. Nhưng ở trái đất này chúng ta một năm là có 365 ngày. Nếu mà theo khoa học ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tính ra chính xác ngày nào trái đất đi vào ở trung tâm và luân hồi. Nói như vậy thì có chính xác không ạ? Bây giờ đó khi mà ông Phật các ông nhìn thấy là trong cái đất này mấy người tu thiền đâu bao nhiêu người một năm nay bao nhiêu người về một cái ông biết hết thì ông sẽ phân thân vô nằm ở bên cái sức hút của cái đất á ông đợi người đó mất rồi thì ông có kéo ra ra đây chẳng hạn đi đỡ tôi nói là nghe
ông biết chứ trong tờ trong năm nay bao nhiêu người. Ông đã mời ra đây hết để cho ông dặn dò rằng muốn về thì đi theo tôi, thì theo tôi mới về. Đám thanh ra ta còn năm còn chắc chuyện mà chết ngày nào sống ngày nào là ổn định đó. Đã còn năm còn chắc mình đừng hỏi. Mà nhưng mà phải có Phật dẫn mới được, còn chỗ Phật không biết trước đi. Thì ông biết là cái năm nay nè, là có 100 người về. Thì ông ngày nào hôm trước, ông đầu ra ông kéo cho nằm chỗ này, cho đủ 300 cháu ra ngày rồi ông đi. Ông dẫn một đám mình đi ra luôn. Ông còn toàn năm còn chắc là biết ngày nào, một năm bao nhiêu người chúng ta không biết. Còn nếu mà ông không biết thì sao ông giúp cho mình cái này được. Còn mình ở đây mình hỏi là mình tưởng mình hỏi thôi chứ sự thật. Cái thế giới thực tế này bây giờ nếu mà tôi nói thiếu một thằng không vô mà anh có con nó cũng đi ra ngoài đó, con này nó không chứa được phải ra ngoài cái sức hút vật lý của điện tử đạo đạo đó nó cũng đi được được thật không thật thời gian mình thấy đâu thôi là đợi chừng nào mà cái hạt kiều cái đất của quỳ nó hạt kiều âm Như Lai bước vào cơm mà nó đợi đi không có được cho mà không tới cái đợi chừng nào không tới cái hạt kiều ăn rồi nó nhào ra không muốn nhào luôn muốn gì mới giữ muốn về phải muốn một năm mới về được 3 năm 6 năm ngàn mới về được thì phải ra. Nhưng mà tại sao ở đó ở đâu được, tại vì nó không có ma sát của vật lý. Nếu mình mang cái trung ấm thân mà ma sát vật lý thì nó phải đói, gọi là calori nó bị hao. Còn mang trung ấm thân mà không bị sát thì calori không hao, không đói, thì đã rất được một năm. Chứ nếu ở đây không có cách nào mà bị đói được, mình ở đây không nào đói được mình thì ngày 3 bữa, 2 bữa, không ai nào thoát được cái quy luật này. Muốn phải tăng thì calori phải được tiêu. Giống như cái xe ở đây đừng có chạy, còn là cái tay cái còn chạy thì phải hao sạch cái còn cách đó thôi. Muốn không thì đi ra chỗ không hao sạch nở đó, mình phải hiểu được nguyên tắc kêu là hiểu được cái này thì mình hiểu được nguyên tắc sống cái vật lý. Tại sao Đức Phật vừa nhắc tới cái vật từ vật lý, các cái vật lý là cái quy luật của nó nằm ở trong này mình. Mình Đức Phật gọi là nhân quả luân hồi theo quy luật vật lý. Mà ngày xưa cái vật danh từ vật lý của người đạo dùng, mà bây giờ tất cả các nơi tu là gì, tam giáo đồng nguyên thì ba đạo đạo nào cũng tin thôi, không tin thì đạo không siêu, tin thì mới tiêu đề. Đó mới lập đạo là phải tin và siêu tiền cái này quyền tắc là vậy thôi, không được cái quyền này. Giờ con hỏi tên đi, con hỏi câu cuối cũng trong một cái giải đáp. Thầy có nói là những người nào có công đức thì vị thần không thể được tư nhân quả được. Tuy nhiên là cũng có một giải đáp khác, tất nhiên là nói là gì, anh đến điểm anh đã tới rồi đó thì đến thời điểm đó ông cần phải thực thi nhân quả. Như vậy là giữa hai cái câu nói trên ấy, thì có gì mâu thuẫn không ạ? Xin thầy xin tăng nhân giải thích giúp con. Có một lần á thì bác có nói như thế này, tức là người nào có công đức á thì thần không thực thi được nhân quả. Nhưng mà có một lần thì bác lại giải thích là có người á tức mình đã tới rồi á thì không có cách nào thoát phần. Đúng rồi, có công đức thì thần không thực thi nhân quả là cái câu. Nếu không có công đức thì quỷ thần sợ con, gọi là trúc trặc quỷ thần kinh. Còn nếu có công đức cỡ nào bị bô đề không thực thi nhân quả liền. Con phải hiểu rồi đó, công đức mà bị bô đề chắc chắn là bị thực thi nhân quả. Công đức không bị bô đề ông thần sợ. Con phải hiểu cái này. Ban đầu thì nói đúng ra đa số chưa, bây giờ nó thật cái đầu tiên là giảng này là quan con công đức thì con đẹp rất không ai hiểu cái này. Thành ra vì thế mà nó có những cái câu chuyện mà in sách cho con nhiều quá, mà trong khi đó sách tôi cũng cho luôn á, mà cái giảng
cho vậy là có công đức, nó đem có chứ mà không phải nó bôi hết, thì cũng không có xài, giống như không có già mà không đem nước sưng, nhúng nước sưng đen là sao biết là có già không? Thành ra bây giờ nó chuẩn từ từ lại. Vì thế mà trước khi được vua công bố quyền ký, có nói ra nhưng mà không nói hết, là mình nói theo đúng sức bạn. Khi công bố quyền ký ra sẽ nói chuẩn theo chuẩn lại, rồi cái quyền ký tái bản lại để đi thì mới thuyết phục phải giao xuất bản. Ở đó chưa bao giờ chẳng luôn đề nghị tỉnh đại đại chẳng có lý. Ông nói đầu tiên ông nghe ông không hiểu đâu, nên thầy ông nghe ông nói là tạo học phải 84.000 có một tuần của một sáu thì thôi không nói gì đó, mà một muốn tôi đi ra này thì cái tập quyền ký bắt đầu phải đi ra đúng ngày đúng giờ để có cái gì mà cho tôi cần tôi chỉ cần xuất bản chưa quyền ký thôi, còn cái đồ tôi nói bây giờ tôi ra rồi ông nghe chỉnh lại mà đâu phải dễ đâu, cái chỉnh khó nhiều mà cấm không cho ông cho ra mà bây giờ xuất bản được cái tập quyền ký để xuất bản được hai chữ quyền ký thôi và một số còn chưa có đầu tiền được là đi theo quy luật kinh tế chừng nào ta nhớ là chừng nào quyền ký tái bản và thì giáo lý có bắt đầu đi ra nếu khi nào được giáo lý thì tất cả những gì nói cho ông ngài bốn sáu 40% nói hết là nó có trước sau nó vậy nó có cần. Thì bây giờ con suy nghĩ một cái vấn đề gì, con không có nghề chuyên môn, giờ con không có cái nhà lầu ba tầng, con thấy giờ ông làm ơn đó tôi nhà lầu ba tầng, thấy thằng kia nào nó móng nó bổ cho kia tôi cất bạn rồi tôi đầu nó móng làm gì, nó không hiểu nó không hiểu, thì ông kia kỹ sư nó muốn cất ba tầng tôi đầu nó móng cho cất thì nó cất lên, thì con mới hiểu. Quyền ký này cũng công bố ra phải tăng vô tăng phục, công bố bằng luật pháp, nhà nước cho phép, tôn giáo cho phép mình có xuất bản được. Rồi giờ giờ hỏi cái nhà xuất bản nó nói rằng là mình cũng giảm cãi, còn thời gian ngắn ông như ngài cũng phải nói ra. Thì không, tôi cần biết là tôi xuất bản cái chữ quyền ký đâu rồi, chứ còn cái rồi, đúng đặt của tôi mất. Dần dần tôi tưởng là vì thế là sau khi xuất bản quyền ký 6 tháng tôi gọi là chuẩn hóa lần thứ nhất, một năm chuẩn hóa lại lần thứ hai, ngày 10 tháng 3 chuẩn hóa lại lần thứ ba là hết. Tháng 3 tôi hỏi tin còn một câu hỏi là con đang tháng 3 trong một cuốn sách thầy có nói là có một vị thiền sư mà ngồi tu người kiểu kiết thời đó là còn Đức Phật mà khi còn tại thế á, sau khi mà khai ngộ tầm 5 phút ấy, thì đã thọ ký cho vị đó thành Phật 15 ngày sau thành Phật. Cho con hỏi một điều là tại sao lại thành Phật được? Vì theo thiền tông mình bắt buộc là phải có công đức, trong khi đó vị đó là ngồi tu người tiểu kiết. Xin thầy giải đáp cho con lúc này. Trong một cái quyển sách thì bác có ghi là có một vị thiền sư Phật ngồi thiền nuôi tiểu kiết mà không đại thành Phật, mà được Đức Phật khai ngộ thì Đức Phật bỏ ký trong vòng 15 ngày người này có thể thành Phật. Lý do tại sao? Thì bởi vì nếu mà ông Phật có nói câu nè, ngồi mà không hiểu giống như nấu cá thành cơm mà nấu đi nó nấu 10 thì kiếp vừa có thành cơm không? Nếu ông tìm là tìm Phật thì khi mà nói ông muốn thành Phật thì phải đi còn công thức chứ phải đi mà ngồi đây mà ngồi. Vì thế mà thiền tâm không cho ngồi, thì trong cái câu chuyện mà thiền sử Tu Quan có ông Mã Tổ Độ Nhất để ông Nam Nhạc về nhượng ông Mã Tổ Độ Nhất á, ông Nam Nhạc về nhượng thì ông hiểu cái công thức này. Mã Tổ Độ Nhất cái ngồi thiền ra cái mã ngồi ngồi thiền, ông Nam Nhạc về nhượng ông lên thấy ngồi thiền cái chùa mà ghế ông Nam lấy cục gạch ở ngoài, ông đeo trước mặt ông đẹp ngoài. Cái này là ngã đó. Cục gạch ở ngoài chi vậy? Ngoài chứ là gương. Ông đó khùng,
Cứ làm vậy cứ làm cái đấy, ông còn phong cứ thôi đi rồi mà thành phẩm cái làm sao cầu thành phẩm được. Thế ông khai lên cái đầu tiên đây là cái câu chuyện như thế là cái ông này đầu tiên mười thì chết ông nghe thẻ ra rồi cứ đừng thu tiền mười đầu này vậy đó, cứ không thấy thật cái đâu đó. Rồi thật thì bà thấy và thì khi bà nói là muốn thành phẩm phải kiến tánh nhận là tánh tâm của mình từ từ nó mới hiểu, nhận là mới hiểu. Cái nhà Phật không giải một vị Phật có giải được chứ một người bình thường không giải lúc đó mà có một con ngồi mà đầu 20 năm thì có không hiểu cái này cũng không hiểu được con làm cái gì nữa mà cũng chỉ cũng được. Phải quy tắc, phải hiểu thế giới vật lý thì mới hiểu được tu thành Phật ta là không. Thành Phật không là nói công thức, không còn công thức học và hành, còn không hiểu nội kiện Phật cũng nói từ trong kinh từ nói học từ đóng cát mà cũng thành công. Giờ đi làm kiếm cát nấu đi, nấu được mà 10 tiếng kiếm mà cũng thành công. Rồi, ở đây đi. Chị có muốn hỏi là tại sao trong 10 tiểu kết đó, cái đó không có làm gì, tức là không hề có công đức mà được Phật ký 15 là thành Phật. Vì lúc đó Đức Phật là thiên hoàng tại thế á, thì cái này tâm mình là bắt buộc phải có công đức thì mới còn được thầy đại đó là không phải đâu. Đây người ta nói tắt được phải bây giờ thì bây giờ tôi nói là tại làm sao mà trong cái diệu pháp hôm qua là long nữ giải thành Phật, hỏi long nữ thành Phật không phải như vậy. Người ta ở này đừng có nói như vậy, dầu thành Phật hay là giải thành Phật đều đúng hết. Là vì khi mà Đức Phật xuống Long Cung, vô Long Cung tại trần Phạm Minh Châu thì con Long Cung mới 8 tuổi, con đồng cái mới 8 tuổi thì Đức Phật không đem về như cần mà là đưa cho con đồng cái nên là con giữ đi rồi nữa con hết làm người, làm rồng đó, con trở lại làm người sẽ có người trao cái này lại cho con. Cái Phạm Minh Châu là cái gì? Phạm Minh Châu là cái hạt sáng phá âm lực. Thì có đúng là cái quyền ký phá âm lực không? Ông ta có tự đưa cái quyền ký giáo lý chứ có ký vô gì đâu. Chứ phải nói, nhưng mà nói thì ông Phật cũng nói ẩn ẩn dù dũng là biết. Nhưng mà khi giờ mình giải thích ra mới hiểu được là cái ông Châu là cái gì. Cái hạt ông Châu là cái đời rồi nó phá cái âm lực, nó sáng ra. Thì bây giờ cái quyền ký công bố nó sáng ra không? Mấy người mê tính nó còn mê tính nữa. Hạt minh quyền ý đó, nó thuộc về giáo lý đó, và quan niệm quyền ý nó thuộc về hạt minh châu. Đây là cái phẩm vụ mô Phật đó. Còn bây giờ con chấp ngôn ngữ mà con hỏi cái này thì con học xong rồi con mới hiểu. Bởi vì tại sao lên đầu nó khác, tại sao đợi nó khác là cái chỗ đây. Tại sao bởi vì tại sao mà một phần mới đặt đạo rồi mặt người ta ra đó cây người ta ngồi tu sao còn đúng cái tu não đó thôi, muốn về cũng về cũng nhớ được tu giữ cho mình mong rằng ông dạy tu não đời đời bị bỏ trước sợ dạy không đồng nhất thì có khác nào vừa thể chịu trước nói sao mình sẽ đưa lên khác sao nó khác. Có nghĩa là giờ dụ ta đi dần dần lên bắt đầu mà nó sẽ lỗi cái chùa nó chịu mà bắt đầu dạy ra nó đóng cửa thì năm cũng sợ nó mới đưa ra không có được mà mười kéo một mấy năm thôi. Phải rõ chứ nên thành ra tại sao tôi nói thật ra khi mà chùa Tân Diệu sắp đi vào cái chỗ nguy hiểm á ai đi ra tôi cũng sợ không ra được rồi thành ra dưới là bảo tôi đặt cái tiền tóc của đặt gặp bước trước bước sau trên mạng nó giữ đèn tôi nhìn nhát không hiểu gì là rồi cái và cái sao đó tôi hiểu rồi ông làm cái tiền tâm mà sao đặt luôn đó hỏi tôi nói anh nó đừng nói làm đừng nói làm nhưng mà tôi nhớ là 4 ngày sau tôi gặp Phật khác làm lần này là tôi gặp Phật khác có cái mục đích của tôi làm Phật khác xong tôi chưa cố rút ra khỏi cái hội luôn rồi sao cũng không theo được tới cửa không có được tới cửa không được tới cửa và được tới cửa không hiểu được từ 1 tháng 1 18 không có được tới cửa cái chùa đóng cửa rồi không có bộ luật hình sự cái chùa này đóng cửa sổ rồi mình hoạt động bằng luật pháp không có lưu lệ không nếu mà trước đầu tiên tôi nói thật như này thì khỏi tôi cứ nhập
dồn cho ông Đức. Đây là đúng cái quý đạo ở ngày rồi. Tại sao tôi dám tuyên bố là ông tôi công bố là ông năm sau còn gặp được. Tôi còn 4 ngày nữa là tôi lập tới hội tôi hỏi chứ bây giờ đó. Ông muốn đóng cái cửa tôi làm cho bóng giấy. Về cái giấy gì? 4 ngày nào cái giấy được là tới cái bữa truyền tiền tôi công bố là tôi đóng được. Cứ 1 năm sau, đây tôi nói thật tôi. Bây giờ tôi nói thật là tôi cảm ơn nhất là một dân thường nữa mà tôn giáo tỉnh đó mà. Ai về coi các bạn sẽ nói thế này. Giữa ông Nguyễn Công Nhân và giáo hội Phật giáo Nguyễn Đức Hòa không đồng ý, ông Nguyễn Công Nhân rút ra hoạt động riêng cho mình tới được. Cái câu tôi vẫn còn ghi trên bài. Ông nói thì tôi rất mừng, tôi tuyên bố tôi rút ra được. Tôi nói tôi làm điều kiện, 8 cái điều kiện này. Đó, tôi ở không cho tôi đây. Ông ra ông vỗ tay, ông ra. Bố ngày sau tôi ra bằng cách đó, tôi rút trong tay bằng cách này. Làm gì? Nếu mà bây giờ mà những cái theo tương tự theo tụi con họ thì chắc ra cái chỗ này ông ra rồi. Năm nay thì chắc không biết được đâu. Nhưng mà giờ tôi có thai, tôi không thai ở đâu ra. Bây giờ đây là còn lương sinh mạng nữa. Rồi. Thắc mắc phải tin, còn khỏi thì thôi, không có ai. Thưa đây, tôi có mở hỏi là với lời bọc tình trạng của thầy biết đó, là khoảng 85 đệ tử mà đồng thời Đức Phật Trắng á, anh con cái tài thế, thì có 15 người là Đức Phật đồ cho được 15 người. Mà 85 người này con phải sao không có danh sách của ngài Xá Lợi Phất và ngài Kim Văn Cập, con thể hai người này thay mặt cùng là rất nhiều cái công trạng của hai người này con phải lúc đó làm gì làm sao? Thật có tại thế là ngài độ được 15 người mà trong 15 người này không có thấy cái danh của hai vị. Đó là ngày Xá Lợi Phất và ngày Duy Ma Tập. Đó là lý do tại sao. Cái này mình đâu biết sao, sao sao mình biết, biết vậy đâu. Chứ mà cái ngộ sâu, ông Duy Ma Tập ngộ sao, Xá Lợi Phất ngộ sao, mình đâu biết. Xá Lợi Phất, ông này nghĩa là hiểu thôi. Chứ còn cái chuyện mà 15 người này, có nghĩa là ông Xá Lợi Phất đã học Duy Ngộ, ông hiểu cũng có một đức không, cho con có ngộ đâu. Thế nhớ, còn Duy Ma Cập, tuy là ông viết ra được cái quyển sách Đức Phật xét rồi là kinh, là cái chuyện khác, nhưng mà dường như trong cái này nó có Duy Ma Cập, trong cái đó nó có Duy Ma Cập, trong 15 người thì có Duy Ma Cập. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà tôi coi trong cái quyển giáo lý duy nhất là tôi không nhớ đâu. Nhưng mà tất cả những người, nó đúng là nếu mà tính là 15 người, nhưng giáo lý nó để có 15 người, tôi để 15 người thôi. Thì tôi mới đưa ra cái quyển mà vị trí. Trước lúc đó có nhiều khi người ta ngộ cao một cấp, cũng như cái lúc mà cái mộng tổ Bồ Đề Nhật Ma mà truyền cho ông tổ Huyền Đà rất nhiều, nhưng mà tại sao có lấy được không được. Ngộ rất nhiều người ngộ, nhưng mà tổ thấy như thế nào, còn Phật thấy như thế nào, không có để cái người này thôi. Là mình cứ để là mình căn cứ vào nhờ sách lịch sử mình tiếp nhận thôi. Nhưng mà đây nè, tất cả những người cái ông như ông sẽ là không học trong kiến thánh đâu, kiến thánh phải tự lực mà còn để ông nhờ Phật tạo điều kiện cho kiến thánh, có nghĩa là ông thấy bằng thánh Phật ông nhưng nhờ người ta trợ giúp thì không được sách vào kiến đâu. Nha, tổng gì anh nói hay nhưng mà thơ của người ta chứ không phải thì là thơ chính mình thì mới là mà còn ta đưa thơ đọc thứ hai thứ hai là cũng của ta là ta chính là ta là người hiểu cái này nó có lý do là vậy rồi các bạn tiếp đi. Thế thầy bảo có một giải thích là ý nghĩa là Đức Phật để đi đến bảy con chen là như sau. Vì
bài cũng khen bà con họ kèm thêm bài về là tiến thường tiến hàng chú nhà được tốt nhất định thời gian tức là mình đẩy nó cho nên bà con có cái giải thích là như sau có nghĩa là đi đến bài cũng khen thì nghe bài cũng khen đó là bài phước đông tây nam bắc trên dưới và cũng giữa mà nó là dùng sẵn trong bài phước đó chúng sanh nó phải thương đạo là cái bản ngã có cái bản ngã của mình là nên hết cho nên là không thể là sanh rồi là gọi là luôn là sanh là mình đã thế cái tình nguyện giải thích như vậy có được không ạ? Cái đức Phật ra đời là bảy bước trên đầu bông sen ha, mà anh này có cái người bạn thì giải thích là bảy bông sen nó là gọi là bảy phương đông tây nam bắc phương trên phương dưới và phương giữa. Vậy thì như vậy nó có đúng hay không? Không có đúng. Lên Phật ra bảy bông sen là ông nói là tao bước vào quy luật nhân quả luân hồi chứ không phải đâu đây đâu quá theo đó là cái gì sanh lão bệnh tử giác ngộ giải thoát học tập giác ngộ giải thoát là phải giải thoát sau cùng giải bằng cái gì phải bằng cái bông sen mà ông sẽ ra bắt đã ngộ đạo ông ăn cái dưới ngộ đạo và cái cành sen là bước đi phải bông sen bước một vị phật đi vào thế giới nhân quả đường nào này sanh lão bệnh tử học tập giác ngộ giải thoát là phải bông sen ý này giải thoát bằng cành sen. Tới đây tôi có hỏi thế thì bây giờ là phương pháp cái cơ bộ cấu là sao? Nhưng mà được tốt đích thì thời gian sắp là một tử thì bây giờ đi trên bạc cũng chán con chán cũng quay kề nào nhá cái bài kệ mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử cái bốn cái bài kệ đó là nó như thế nào? Sanh tử sanh lão bệnh tử là nói về khổ đế đứng diệu đế và bốn cái khổ sanh lão bệnh tử còn mà thiên thượng thiên hạ không duy ngã độc tôn trên trời dưới trời con người làm được hết là làm gì anh muốn làm tiên tu tiên anh muốn làm trời tu trời anh muốn làm cô hồn tu theo cô hồn muốn tu thần tu thần anh muốn xuống địa ngục tập địa ngục cũng được có nghĩa là trên trời dưới đất con người làm được hết giải thoát thành phật con người nó sẽ còn đỡ chứ con người khác người khác không con thú không thành phật con tiên con phật con trời không thành phật được mà chỉ con người là phải là trung tâm luân hồi và trở về thế giới thì thế mà nó là duy ngã cái ngã ta là ta là con người trên hết không ai hơn đó đó là gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trời không làm được dưới đất không ai làm được mà con người cũng cái người nào dám xưng ta làm được thì được còn nếu mà làm mang con người không có cái ta hoàn toàn không làm được nghe ai dẫn đi nữa đấy là không ta bởi vì tại cùng nếu mà xưng ta rồi là không hại lại ai hết còn nếu mà không xưng ta người nào có gì phải gặp ra chúng ta những nó giữ nó chứ không nhớ đâu dám xưng ta anh có gì anh đi ra đường mà anh lên cái võ đài ta anh mới đủ còn anh không dám xưng ta thì bước dám lên rồi trở lại không có nên dặn đi thành ra chúng ta là thất bại rất nhiều là một chiến tranh quân đối phương nó ra ta là tạo ra tạo cảm đánh bại thành ra nó mới sợ tức nghe bỏ là muốn giữ ta nó là chạy nha bóp cái chuyện ta bởi vì tại sao ông Phật đề ra cái chuyện ta chúng ta là ngã con ngã này con người này tuy muốn đi đâu được muốn gì chắc được cũng làm trợ một tầng một hoàng thượng đế cái ta nó là ý nghĩa của đạo Phật mình vậy cái đây cho con học được tiếp là theo như trong sách đây là nói là có những sát hại là nào thì phải sáng nay phải đảm bảo tại đây cho nó thế nhưng có những nên ông thầy trung vương cho nên là con sát phải rất nhiều loài nhập bốn đâu thì nếu mà không sát hại mà thì
nhân có đường đi để sai, có đường thú bạc mà sinh sống. Thế thì có cái trạng nào đó các bạn. Theo cái nghiệp nhân quả thì mình sát hại loài nào thì mình vô cái nghiệp loài đó. Hồi giờ anh này làm giường làm gãy thì cũng sát hại vô số côn trùng. Vậy thì anh có phải chịu cái nghiệp đó hay không? Sát hại là do cái nghiệp, không phải loài nào loài nào đó sát nghiệp. Với mình nó lớn cái loài lớn đó các bạn. Ví dụ bây giờ chuyên nghiệp sát thì loài nào xuất sản sống. Vì vô có lưu hồi, thêm lưu hồi thì có loài xuất sản. Mới vô loại xuất sanh rồi á, cũng thế. Có phải giết một hai con bò rồi, nó tàu thai hai con bò mới thể vô loại xuất sanh. Thời gian không có lâu, là vô cái nghiệp. Đây, chứ không phải cái giết con bò, sẵn bò giết đâu được. Xúc vô, giết hại xuất sanh rồi, nó mang cái loại xuất sanh. Còn cái thời gian nó là do cái nghiệp mình giết nhiều giới tính. Bây giờ ta nhớ rằng, bây giờ nó người ta 1 triệu đồng. Một con trâu có 1 triệu đồng là một con trâu là hết. Nhưng mà anh đời mặt lẻ sao 1 triệu đồng. Con gà bao nhiêu? Dạ, 5 ngàn ở đời 10 con. Nếu con kiếm bao nhiêu? 1 tỷ con. Có nghĩa là đã được cái quả. Nhưng mà cả giờ ở cái loại xuống sân là 4 triệu thôi. Giống như người ta lừa gạt là tiêu nhận 1 tỷ nào. Ăn làm sao cũng tỷ đó. Lúc thì cây này, cây trái kia, nấm này, cái nọ. Thế làm sao ở cái loại đó tạo được quả cho đủ để mới là lại là người được. Bởi vì cũng nguyên tắc ra vậy, cái giải quả ra vậy. Chứ không phải giết theo, làm theo. Bây giờ mà giờ giết cho mà làm cho mà biết được. Thế giới này có đâu có nhiều voi đâu. Thì tập trung loại đó đã giải quả. Con voi đó 1 tỷ, thì phải đặt cái con gì đủ 1 tỷ, nó bằng con voi. Giống vậy, anh đi thiếu người ta 1 triệu đồng. Anh có 2 cờ thế là đọc được thật đầy. Còn có anh phải biết đủ 1 ngàn cái thợ 100. Thế không? Để nó đạt đủ đủ theo quy định đó. Nhớ mà nó là vậy. Chứ không phải thiết kế về đề. Đầu tài kiếm mấy dân trong đó là tùy theo quy định. Cho nên được cái điều nhân quả ở thế giới này nó đạt đủ. Anh mở tiền ngân hàng 1 triệu thì giờ đưa 1 triệu rồi bỏ vô bỏ có để anh muốn biết. Chứ 20 ngàn trứng cá mà 30 ngàn ở đây 1 ngàn trứng cá, 10 ngàn trứng cá, nó cũng 1 triệu thôi. Nhưng mà nó qua nhiều hình thức, nhiều hình thức tôn vật, đẹp nào tôn quên. Giống như trả, nhận trả như quả lời kinh nhật của vậy. Nhà ta lấy cái chữ này, hoa nắm là cái tay nắm, thường thường trong kinh ta đã làm nắm để trả lời. Cái rau muốn là cũng thuộc về cái nhân quả thì được nhận. Nắm cũng được nhận. Cái gì là được nhận thì tính bằng được nhận. Rồi, hãy tiếp đi. À, hiện tại đấy. Có nghĩa là cái phước nó thể
ta cổ này. Đó, thì nó còn cái chuyện mà thấy thì đã nãy nói rồi, không dám không thể, không được, không được xem ra cái chuyện ta. Giờ nó cắt thì hỏi tiếp. Hiện tại thì tôi hỏi là tôi chị xin được một cái đáp ngày hôm nay.